Những bạn nào ngày hôm nay chốt đúng được hai con số này cho em là bạn đó có quà. Ok không? Bây giờ chuẩn bị nha. Muốn nhìn thấy con số không? Thả tim nhiều vào. Rồi ok nha. Đây số máy đây mọi người nha. Số máy đây. Số bao nhiêu đây mọi người ơi? Số bao nhiêu đây? Ok chưa mọi người? Chuẩn bị tinh thần nha. Rồi ai nhìn thấy số máy là comment lên liền giùm em. Bạn nào ngày hôm nay đoán được hai số này đều sẽ có quà cho em hết luôn. Trời ơi 44 nãy giờ mà không thấy. Dạ anh muốn đón số nào cũng được hết anh, miễn anh đón đúng là được anh ơi. Anh cứ đón thoải mái đi, miễn sao anh tặng quà không sót quà của anh đâu ha. Rồi hello mọi người nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Đây số này là số bao nhiêu đúng mọi người? Rồi em cho mọi người thấy nè. Đây là một cái số móc câu. Đây mọi người nhìn kỹ giùm em nha. Đây là một cái số móc câu. Cái số móc câu đứng kế bên cái số tròn vo này. Thì hai cái số này là bao nhiêu mọi người? Ai đón được em tặng quà cho bạn đó. Cố lên anh trai chị gái ơi, ngày hôm nay những bạn nào chốt được hai con số này đều sẽ có quà cho em hết mọi người ơi. Bây giờ mình chốt số đi, mình chọn số nào cũng được hết, miễn sao tí xíu nữa em khui số này ra, bạn nào đón được hai con số em cầm trên tay bạn đó sẽ có quà cho em nha. Đây một cái số tròn vo và một cái số móc câu, hai số này ở kế bên nhau thì chị có thể là số bao nhiêu mọi người? Nè cái số móc câu này, cái số móc bóc này đó chị, với cái số tròn vo. Vậy cái số tròn vo với số móc câu là số mấy? 03 đúng không? Chắc chắn là 03 không em ơi? Ok 03 đúng không? Nếu chị khui ra đúng số 03 là có quà nha mọi người. Chốt số cho em. Chốt cho em chắc chắn số nào chốt đúng số cho em. Và bạn nào chốt đúng số này em sẽ tặng quà công khai cho bạn đó luôn. Ok không mọi người? Số bao nhiêu chốt nhanh lên, ngày hôm nay em tặng quà cho tất cả những anh trai chị gái, em trai em gái và bạn trai bạn gái nào chốt trúng hai số này đều sẽ có quà hết luôn, tất cả mọi người. Không biết em, không cần biết bạn là ai, em không cần biết bạn ở tuổi bao nhiêu, em chỉ cần biết là bạn chốt trúng hai số này là bạn có quà. Ok không? Rồi chơi tới với luôn 22 bạn ơi, trời đất ơi số 22 luôn hả bạn ơi. Bạn ơi cái số tròn vo và cái số móc câu thì bạn nghĩ làm sao đây là số 22 vậy bạn ơi? Cái số đây là số tròn vo nè, còn đây là số móc câu nè. Cái số móc câu và số tròn vo thì có thể là số bao nhiêu? 68 đúng không? Hay là số mấy? Số nào tốt đó cho em? Em khui ra, bạn nào comment trùng với số em cầm trên tay sẽ có quà hết luôn. Thấy em không chị ơi? Không cần hỏi gì, Trúc là chị Trúc có thấy em không? Em yên tâm em chốt số chị đi, em chỉ cần yên tâm chốt số thôi, không cần hỏi gì Trúc là chị Trúc ơi chị Trúc thấy em không, em không cần hỏi đâu, chỉ cần em chốt số thôi, tí xíu nữa chị Trúc tặng quà không sót quà của em nếu em chốt đúng số này. Chốt đi, thích số nào chốt số đó cho em và em khui ra, em khui ra, em khui ra, bạn nào chốt trúng số bạn đó có quà. Ok không mọi người? Bây giờ nè, rồi quá trời bạn chốt trúng số này luôn. Chốt nha mọi người, 03 hả hay là 02 ta, hay là số mấy đây ta, thích số mấy chốt số đây đi mọi người. Em chốt 03 comment từ lúc chị chưa khui nữa kìa. Em ơi, chị nói rồi, chị không cần biết là em là ai. Chị nói là chị tặng quà cho tất cả những bạn chốt trúng hai số này luôn. Tất cả. Cho nên là em chỉ cần chốt trúng thôi. Những bạn khác chốt trúng đều có quà. Chị không cần biết em là người đầu tiên hay em là người cuối cùng. Chị chỉ cần biết là em chốt trúng hai số này thôi là em có quà thôi. Tất cả mọi người luôn, mọi người hiểu không? Nếu em chốt đúng số đó, em rủ bạn bè người thân em vô đây chốt, bạn bè người thân em vẫn có quà bình thường. Em hiểu không? Cho nên là tất cả mọi người ở đây ai chốt trúng hai số này đều có quà hết luôn, không bỏ sót bạn nào hết. Em không lừa đảo. Bạn nào nói em lừa đảo kệ nó không có chơi thì kệ nó không có quà kệ nó. Anh chị đừng quan tâm mấy cái thằng kêu em lừa đảo, tại vì nó có chơi đâu. Những anh chị nào em chỉ quan tâm những bạn nào chơi game với em thôi, còn những đứa nào không chơi kêu em lừa đảo kệ nó, em đâu quan tâm tụi nó. Em quan tâm những bạn chốt số đây thôi, ai chốt trúng có quà nó thật 100%, không tin chốt đi thử biết liền. Rồi, ok chưa? Dạ em chốt 68 quà của em tất. Ok, miễn như khui ra đúng 68 là có quà nha. Rồi, chốt số xong chưa? Chị thấy comment của em không ạ? À? Đừng có hỏi chị là chị Trúc thì chị thấy comment của em không. Đừng hỏi chị Trúc câu đó nữa, bỏ qua liền cái khúc đó cho chị. Yên tâm mà chốt số, tặng quà, không sót quà của mình đâu mọi người nha. Yên tâm về vấn đề này nha. Rồi, bây giờ chuẩn bị khui số tặng quà nha. Rồi, bây giờ em khui số em tặng quà đây. Bây giờ chuẩn bị tinh thần nha. Bây giờ tất cả em thấy là rất là nhiều bạn chốt trúng hai số này rồi. Chị có chơi ngược chống trưa nữa không chị? Hi hi. Đổ nghe ơi, chị Trúc lúc nào cũng chơi như vậy hết. Chị Trúc chơi, chị Trúc khi có khi chị vui chị chơi kiểu kiểu này, khi chị buồn chơi theo kiểu kia. Đó là do cái trí thông minh của em. Ví dụ như em trí thông minh của em đoán ra được thì em có quà, còn trí thông minh của em hôm nay nó không có tới bến, cho nên là em không đoán được thôi, không sao hết. Cho nên là ngày nào Trúc cũng chơi hết và chị Trúc chơi theo kiểu
vui buồn lẫn lộn, vui chỉ trong chơi kiểu này, buồn chỉ trong chơi kiểu kia, cho nên là tùy MC đoán đó thôi chứ không cần phải chút câu đó ha, tùy MC đoán đó thôi. Ừ chắc chị trúc chơi số đó đó thì em suy nghĩ, nếu mà may mắn thì em có quà thôi, ok không? Rồi nhiều bạn đoán trúng lắm rồi, thôi chuẩn bị khui số tặng quà đây, quá trời cao người rồi, không có cho lên cao hơn được nữa. Rồi thôi bây giờ được rồi nha mọi người, bây giờ em sẽ khui số ra em tặng quà nha. Bây giờ những bạn nào nói là một lần nữa, tất cả bạn nào đoán trúng hai số này đều có quà hết, ok không nè? Rồi bây giờ nhiều bạn chốt trúng lắm rồi, bây giờ em cho sẽ Trúc sẽ đọc luật chơi và ai làm đúng luật chơi bạn đó sẽ có quà giúp em nha. Bây giờ em chuẩn bị khui số tặng quà. Mấy bạn ai đó trúng số rồi giúp em chia sẻ livestream cho em 2 lần lên trang cá nhân và chia sẻ vào trong năm hội nhóm, chụp ảnh màn hình chia sẻ đầy đủ lại. Chụp ảnh màn hình chia sẻ đầy đủ lại là sẽ có quà cho em mọi người nha. Mọi người ơi, chia sẻ livestream cho em 2 lần vô trang cá nhân và chia sẻ vào trong năm hội nhóm. Chia sẻ livestream cho em 2 lần vô trang cá nhân và chia sẻ vào trong năm hội nhóm. Chụp ảnh màn hình chia sẻ đầy đủ lại là sẽ hợp lệ nhận quà của Trúc liền luôn. Chia sẻ livestream cho em 2 lần lên trang cá nhân và chia sẻ vào năm hội nhóm. Chụp ảnh màn hình chia sẻ đầy đủ lại cho em. Chụp hình chia sẻ lại mọi người nha. Ok chưa mọi người nha? Chia sẻ đầy đủ. Chia sẻ livestream cho em 2 lần lên trang cá nhân và chia sẻ vào năm hội nhóm. Chụp ảnh màn hình chia sẻ lại cho em. Bạn mà chia sẻ mà không chụp hình lại coi như là không chia sẻ và không có quà. Nhiều bạn chốt trúng lắm rồi, chuẩn bị tinh thần nha. Một cái số tròn do với một cái số móc câu, đây là số bao nhiêu? Rồi thôi khui số luôn, quá trời cao người rồi. Rồi bây giờ em khui số nha mọi người. Em chụp màn hình không được, cái đó là chuyện của em chụp hình không được là em phải nghiên cứu làm sao em chụp được, chứ không có nói chị Trúc cái vụ đó được, Trúc không giải quyết được. Chị Trúc tặng quà cho em thôi. Còn là gì, nhiệm vụ chị Trúc là chị Trúc tặng quà cho em, chứ còn cái gì cái vụ mà chụp ảnh màn hình chị Trúc không giải quyết được nha. Rồi ok mọi người nha, chuẩn bị tinh thần chưa? Khui số đây, chia sẻ xong rồi đúng không? Bây giờ khui số nè, mọi người chụp hình lại chưa? Em cần cái hình ảnh chia sẻ, bạn nào chia sẻ mà không chụp hình lại thì em coi như là bạn đó không chia sẻ và không có quà nha. Mọi người làm nhanh giùm em để có quà. Chụp hình chia sẻ đầy đủ lại cho em. Chụp hình chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân và chia sẻ vào năm hội nhóm cho em. Rồi bây giờ em khui số nè mọi người. Bây giờ Trúc khui số luôn. Bây giờ là 19:53. Rồi bây giờ là 19:53 rồi mọi người nha. Bây giờ chuẩn bị khui số đây. 19 giờ. Xong chưa? Chốt số xong chưa? Xong rồi đúng không? Trúc khui số nha. Đồng ý Trúc khui số không? Thả tim nhiều vào. Thả tim Trúc đi. Trúc tặng quà hết những bạn nào chốt đúng hai số này luôn. Tặng quà không sót bạn nào hết. Nhiều bạn đoán trúng quá, Trúc hoang mang. Rồi ok mọi người, nhiều bạn đoán trúng quá, Trúc hoang mang quá. Rồi bây giờ ok mọi người, bây giờ là em mới ghim luật chơi lên nè. 19:54 thì 19:56 khui số. 19:56 là em sẽ khui số này ra. 19:56 em sẽ khui số này ra mọi người nha. Trong thời gian này mọi người giúp em này, chia sẻ livestream cho em 2 lần vô trang cá nhân và chia sẻ vào năm hội nhóm, chụp ảnh màn hình chia sẻ đầy đủ lại, gửi tin nhắn cho em kèm theo một con số chốt duy nhất của mình. Gửi tin nhắn cho em kèm theo một con số chốt duy nhất của mình. 19:56 em ngưng nhận tin nhắn. 19:56 em ngưng nhận tin nhắn mọi người nha. Nhanh lên mọi người ơi, 19:56 em ngưng nhận tin nhắn mọi người nha. Rồi nhanh tay nhắn tin cho em con số chốt của mình đi. Chỉ được nhắn tin cho em một con số chốt duy nhất thôi. Chỉ được nhắn tin cho em một con số chốt duy nhất. Và không được chụp ảnh màn hình số chốt và nhắn tin cho em bằng con số chốt bằng tin nhắn bình thường cho em. Ok mọi người, không được chụp ảnh màn hình số chốt nha, mà hãy gửi tin nhắn cho em bằng số chốt bình thường thôi. Rồi, em chỉ lấy một kết quả duy nhất thôi. Mọi người hãy nhắn tin cho em đúng một con số chốt đó cho em. Ai đúng có quà, ai sai thôi. Cố lên mọi người ơi, tặng quà cho những bạn nào chốt trúng con số này của em ngày hôm nay nha. Thích số nào nhắn tin cho em số đó và đúng một con số duy nhất của mình thôi. Em chỉ nhận một con số duy nhất thôi, không nhận số thứ hai. Và giúp em, chị nhìn thấy em không? Trời ơi đừng có hỏi Trúc là chị Trúc thấy em không, chị Trúc tặng quà không có thiếu đâu, khỏi lo. Rồi Trúc không trả lời hết được, chị Trúc xin lỗi. À ai nhắn tin cho Trúc rồi? Rồi xong chưa? Có hình ảnh chia sẻ đầy đủ nha. Chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân và chia sẻ vào trong năm hội nhóm, chụp ảnh màn hình chia sẻ lại cho em. Rồi tí xíu nữa, từ ngày hôm nay, từ tối ngày hôm nay cho tới sáng ngày mai, từ tối hôm nay cho tới ngày mai, bên em sẽ kiểm tra tin nhắn từng bạn một và tặng quà cho những bạn nào chốt trúng được hai con số này của em nha. Ok, 19:56 rồi, bây giờ khui số đây, tới giờ khui số rồi.
Ok, như là đã hứa, tới giờ khui số rồi. 19 giờ 56 phút em đã ngưng nhận tin nhắn rồi. Mọi người ơi, lưu ý giùm Trúc là nhớ độc lực chơi giùm Trúc nha. Nhớ độc lực chơi giùm Trúc nha mọi người nha. Rồi thôi khui số đây. Rồi tới giờ khui số rồi, không không nha, không nhắn tin nữa nha. Hôm nay những bạn nào đón trúng số này đều có quà hết nha mọi người nha. Ok không? Rồi, có nhiều bạn hỏi chị Trúc nè. Chị Trúc ơi, chị Trúc cầm số thế nào? Chị cầm số ngược hay số xuôi? Chị Trúc ơi, cái này Trúc không nói. Mọi người tự hiểu được mà đón cái vụ đó thôi, chứ cái này Trúc không có nói được nha. Cho nên các bạn ơi, trời ơi, lấy em thay quà được không đây chứ. Rồi chuẩn bị nha, đại bi. Những bạn nào nhắn tin rồi thì từ tối ngày hôm nay cho tới ngày mai em sẽ trả lời tin nhắn ở từng bạn một luôn. Nhắn tin qua face nào ạ? À? Em ơi, em coi livestream trang nào thì nhắn tin trang đó em. Em coi livestream trang nào nhắn tin trang đó chị Trúc nha. Trang thời trang Vinity Trúc đang livestream nè, trang thời trang Vinity Trúc livestream nè. Rồi, khui đi chị, ok Trúc khui đây. Không đủ dòng họ nó tới lượt mình quá. Quý Trơn lên để nói chuyện được tiếp. Không đủ dòng họ nó trúng tới lượt mình quá. Ủa, bạn ơi mình chơi game mình nói là mình tặng hết cho tất cả những bạn nào trúng game ngày hôm nay mà bạn. Những bạn nào chốt trúng hai con số này đều có quà hết luôn. Trời ơi, Quý Trương ơi, lỗ tai mày lỗ tai cay hả Quý Trương? Trời đất ơi, lỗ tai cay, anh chị nó kêu dòng em tặng quà dòng họ em. Ủa, Quý Trương ơi, lỗ tai cay hả mày? Hồi nãy giờ chị Trúc nói nha mày, chị Trúc nói là chị Trúc tặng quà cho tất cả những bạn nào chốt đúng số ngày hôm nay. Mày lỗ tai cay hả mày? Nó tặng dòng họ cho tao, vậy những bạn chốt trúng số thì sao? Anh chị ơi, em nói một câu rằng ngày hôm nay những bạn nào chốt trúng số này đều có quà hết luôn. Chú ý lắng lỗ tai nghe cho kỹ. Cái thằng Quý Trương này khẩu nghiệp nói đây nha mày. Trời đất ơi. Ok thôi khui số đây, nó làm mất thời gian của em quá à. Rồi ok chưa, bây giờ khui nha, khui số nha anh chị nha. Rồi số này là số bao nhiêu, số này là số bao nhiêu, số này là số bao nhiêu mọi người dễ thương của em ơi. Đây không biết ai đúng ai sai thì không biết khui số ra mới biết được mọi người ơi. Đây chuẩn bị nha. Em thấy có nhiều bạn đoán trúng số này lắm luôn á. Trời ơi, bởi xa cơ nơi chiến trường thọ tiễn. Mọi người ơi, anh chị ơi, đây số mấy đây? Ok chưa? Thấy mình đoán đúng hay đoán sai gì chưa nè? Hồi nãy nói rồi nha, vào lúc 7 giờ mấy phút chị quên rồi, 56 phút là hết nhận tin nhắn rồi. Thôi cho coi số tiếp theo nè. Trời ơi số mấy vậy ta, số mấy vậy ta? Đây là số 05 nha. Ok bây giờ bán thôi. Số 05 mọi người nha, đây là số 05 nha. Chốt đi chị Trúc ơi, chị Trúc chốt đây. Chị Trúc này là người chốt, chị Trúc là người khui số. Rồi tí xíu để tặng quà cho những bạn nào đóng trúng số 05 này của em ngày hôm nay. Em sẽ trả lời tin nhắn ở từng bạn một. Tí xíu nữa Trúc livestream xong, chị Trúc trả lời tin nhắn ở từng bạn một. Những bạn nào từ ngày tối hôm nay tới ngày mai, tại nhiều tin nhắn quá Trúc trả lời không hết trong đêm nay. Cho nên là từ tối ngày hôm nay cho tới ngày mai, chị Trúc sẽ trả lời tin nhắn ở từng bạn một, tặng quà cho hết những bạn nào đóng trúng số này của Trúc nha. Và nhớ đọc luật chơi để mà có quà của Trúc nha mọi người nha. Cảm ơn những cái chia sẻ, những cái thả tim thả like, những cái thả tim thả like rất là dễ thương của mọi người nha. Ok. Rồi, tặng quà hết những bạn đã trúng hai số đó luôn. Còn mấy bạn nào chốt sai thôi lần sau chơi tiếp. Tại vì ngày hôm qua em chơi game mỗi ngày luôn, ngày nào Trúc cũng chơi game hết, mọi người yên tâm. Hôm nay đó không đúng thì ngày mai chơi tiếp. Ngày mai chơi tiếp, hôm nay đó không đúng thì ngày mai chơi tiếp, không sao hết. Hello mọi người nha. Thì tí xíu nữa. Hello mọi người nha. Có ai đón được số Trúc cầm không? Ha ha trúng rồi, có mấy bạn gồm em trúng rồi quá trời luôn kìa. Ai trúng có quà hết yên tâm, ai trúng có quà hết luôn, không có sót bạn nào hết khỏi lo nha. Ai đón trúng có quà hết luôn. Những bạn nào đón sai thì thôi, không cần phải tức giận, mình chửi đi làm gì, mình chửi mình tạo khẩu nghiệp cho mình thôi. Cho nên là những bạn nào mà hôm nay đón trúng sẽ có quà hết, những bạn nào đón sai lần sau chơi tiếp, chúc cho mỗi ngày luôn, ngày nào cũng chơi hết nha. Rồi, hello anh chị. Anh chị ơi, đây là điện thoại, anh chị nào mua hàng cho số điện thoại cho em sẽ gọi điện thoại cho anh chị liền nha. Em giao hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam mình, anh trai chị gái các em mình ở đâu trên Việt Nam này, em đều sẽ giao hàng về tới nhà và anh chị được quyền kiểm tra hàng nghe gọi thoải mái trước khi trả tiền.
Đây là điện thoại Vertu dòng M, trước bán với giá là 850.000 đồng thôi. Ở ngoài thị trường đang bán hàng cao cấp này lên tới 1 triệu rưỡi, gần 2 triệu một cái, nhưng tại livestream Trang chỉ còn 850.000 đồng. Cam kết bên chị luôn, đây là hàng Singapore 100%, bên em không bán hàng Trung Quốc, hàng cho nổi. Cho nên anh chị yên tâm, anh chị nào không tin em, thoải mái cho em số điện thoại. Em đặt hàng em giao về tới nhà, anh chị kiểm tra giùm em. Nếu như đây là hàng Made in China hoặc đây là hàng Trung Quốc xài không được, anh chị có quyền là thẳng tay trả hàng lại cho em luôn, cho kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền anh chị yêu nha. Và em giao hàng là giao hàng miễn phí trên toàn quốc Việt Nam mình. Dạ, dòng sản phẩm của tụi em M này có 3 màu cho anh chị yêu các em lựa chọn nha. Mình sẽ có màu đen, màu vàng gold với màu nâu gỗ. Anh chị thích màu nào cho em số điện thoại, em sẽ gọi tư vấn ngay. Anh chị ơi, cần em tư vấn gì cho số điện thoại em gọi tư vấn ngay nha. Màu đen, màu vàng gold với màu nâu gỗ, 3 màu, giá là 850.000 đồng. Xài cực kỳ bền luôn anh chị, xài siêu bền 2 năm tháng luôn. Đây em cầm gì xem nè, kiểu dáng thiết kế cực kỳ sang trọng. Em cầm lên đẹp như vậy rồi đúng không? Anh chị cầm lên nghe gọi còn đẹp, còn sang hơn gấp mấy lần nữa. Chức năng của nó là chị gắn được hai sim hai sóng, gắn được thẻ nhớ từ 2 GB lên đến 16 GB. Anh chị ơi gắn thẻ nhớ vào giùm em nha, mở nhạc lên nha, âm thanh to rõ vô cùng. Anh chị nào thích nghe nhạc gắn thẻ nhớ từ 2 GB lên đến 16 GB, đảm bảo nghe nhạc nghe gọi âm thanh cực kỳ to, âm thanh không to em không lấy tiền anh chị yêu nha. Về nhà đừng trả tiền cho em trước, mà sẽ cho anh chị được kiểm tra hàng nghe gọi thoải mái trước khi trả tiền luôn anh chị nha. Hãy gắn sim gắn thẻ nhớ vào, bật nhạc lên nghe cho em. Trời, Trúc ơi điện thoại nghe gọi hay quá em ơi, Trúc ơi điện thoại nghe nhạc hay quá em ơi, thì mới trả tiền cho em nha, em bao kiểm tra hàng luôn. Mình còn bật Bluetooth, bắn nhạc được bằng Bluetooth, anh chị còn nghe đẹp em, ghi âm cuộc gọi, và anh chị còn lên mạng lướt web đọc báo bằng 3G được luôn anh chị nha. Bao nhiêu tiền em ơi, giá là 850.000 đồng, anh chị cho số điện thoại cộng với màu mình thích em gọi anh chị ngay nha. Anh chị ơi, cho em xin cái số điện thoại cộng với màu sắc mình thích nha anh chị. Bên Thanh Trúc sẽ gọi điện thoại cho anh chị liền, giao hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam mình luôn anh chị yêu nha. Em giao hàng miễn phí và chị được quyền kiểm tra hàng nghe gọi thoải mái, kiểm tra thoải mái luôn trước khi trả tiền cho em là ok nha. Đây chị, màu đen nè, phong cách cực kỳ sang, màu đen phong cách cực kỳ sang trọng, quyền lực là màu đen, giá là 850.000 đồng, 3 màu đồng giá nè chị. Màu vàng gold với màu nâu gỗ. Anh chị ơi, xài điện thoại này đảm bảo là chị xài được siêu bền 2 năm tháng, tại đây là hàng cao cấp. Anh chị sẽ được bảo hành điện thoại lên tới 12 tháng, bảo hành trọn gói tại shop của Trúc luôn. Và anh chị được bảo hành luôn cả pin và sạc. Anh chị xài hư cục pin, em tặng mình cục pin mới miễn phí trong vòng 12 tháng. Anh trai chị gái nào xài hư cục sạc, em tặng mình cục sạc mới miễn phí trong vòng 12 tháng. Màu gỗ tranh quang quyết nè, anh chị cứ comment số điện thoại của anh chị cho em nha, em sẽ gọi cho anh chị liền. Tại vì có nhiều comment quá anh chị, em không trả lời được từng comment của mình được. Cho nên là anh chị nào cần em tư vấn thêm hoặc cần em gọi điện thoại cho anh chị á, anh chị chỉ cần để lại giùm em cái số điện thoại thôi, bên em gọi điện thoại cho anh chị liền nha, gọi liền luôn, yên tâm anh chị yêu nha. Rồi, thích màu nào cần em tư vấn rồi cho số điện thoại cho em gọi điện thoại chị liền, tại vì rất là nhiều comment luôn, anh chị Trúc trả lời không kịp từng comment được, Trúc xin lỗi nha. Rồi anh chị ơi, bên em bảo hành điện thoại anh chị, tại sao có nhiều chị hỏi em nè, chị Trúc ơi tại sao lại bán cái điện thoại cao cấp quá vậy mà không bán điện thoại rẻ tiền thôi? Tại anh chị ơi, hàng rẻ tiền 300.000, 400.000 sẽ không bảo hành được tốt như cái này. Cho nên khi mà chị sử dụng cái này sẽ được bên em bảo hành điện thoại cho mình lên tới 12 tháng trọn gói, tiền nào của nấy nha anh chị. Thí dụ như anh chị xài hư cục pin, gọi điện cho em tặng mình cục pin miễn phí trong vòng 12 tháng. Còn anh trai chị gái nào xài hư cục sạc, Trúc tặng mình cục sạc mới miễn phí trong 12 tháng không tính thêm tiền. Nói là làm được các chị nha, đạo đức nghề nghiệp đặt lên hàng đầu, cho anh chị mua hàng của Thanh Trúc cứ việc yên tâm. Còn cái màu sắc của điện thoại, anh chị sẽ có của em là có màu đen, phong cách cực kỳ sang luôn, em cầm cho xem nè. Trúc cầm lên đẹp như vậy đó, anh chị cầm lên còn đẹp, còn sang hơn em gấp mấy lần nữa. Giá có 850.000 đồng thôi. Có màu đen nè anh chị, còn đây là màu vàng gold, còn đây là màu nâu gỗ nha. Thích màu nào cho em số điện thoại đặt màu đó nè. Đặc biệt anh chị xài thoải mái, xài Vivo cho em luôn, không bao giờ sợ bị phai màu. Nếu như anh chị nào sử dụng sản phẩm này của em trong thời gian sử dụng 1 năm 12 tháng bị phai màu thì ngay lập tức em cho anh chị được đổi luôn điện thoại mới miễn phí trong vòng 12 tháng. Em cảm ơn anh chị đã cho số điện thoại Trúc nha. Em cảm ơn Trúc, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Trúc sẽ gọi điện thoại cho chị liền. Anh chị đợi em tí xíu nha. Bao nhiêu tiền bạn em ơi? Vậy là 850.000 một cái bên chị, rất là rẻ. Hiện tại dòng cao cấp này đang bán ở ngoài thị trường lên tới 1 triệu rưỡi, gần 2 triệu một cái. Nhưng tại shop anh Trúc chị bán với giá là có 850.000 đồng thôi chị yêu nha. Rồi đây chị cho mình xem đây, thí dụ chị xài điện thoại này em cam kết là xài thoải mái, xài Vivo Trúc luôn, không bị phai màu. Nếu như anh trai chị gái nào sử dụng sản phẩm này trong vòng 12 tháng bị phai màu, bạc màu thì Trúc sẽ cho chị được đổi luôn điện thoại mới miễn phí trong 12 tháng.
Điện thoại cũ xài bị pha màu, được đổi ngay điện thoại mới miễn phí hoàn toàn tại shop của Thanh Trúc anh chị yêu nha. Rồi, địa chỉ của em là 160. Anh chị nào có nhu cầu qua tận cửa hàng Trúc mua hàng thì qua shop của em tại địa chỉ là 165/36/18, đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trúc mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày luôn chị. À, shop của Trúc cũng là nhà của Trúc luôn, cho nên anh chị yêu nào có nhu cầu qua tận cửa hàng em mua hàng nè thì cho em luôn cái số điện thoại của mình, em chỉ đường cho chị qua tận shop em nha. Em phục vụ anh chị mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Em cảm ơn anh chị đã cho số nổi Trúc nha. Màu vàng, màu nâu với màu đen, thích màu nào anh chị chọn màu đó giùm em nè, em sẽ gọi điện thoại cho anh chị liền nha. Đây là hàng Singapore 100%, anh chị nào không tin em về nhà đặt hàng thoải mái đi. Cho em số nổi của mình, em giao hàng về tới nhà cho. Nếu anh chị nào kiểm tra hàng cho Trúc nè, nếu mà đây là hàng Made in China hoặc đây là hàng Trung Quốc, anh chị thẳng tay trả hàng lại cho em luôn. Em cam kết với chị đây không hàng Trung Quốc nha. Nếu như anh chị nào về kiểm tra hàng ở Trúc nè, trời ơi, hàng Made in China hoặc hàng Trung Quốc xài không được, anh chị có quyền là thẳng tay trả hàng lại cho em luôn. Em bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền. Đây, màu nâu vỗ các chị đây. Còn đây là cái màu đen. Còn đây là cái màu vàng gold anh chị. Bên em bảo hành trọn gói 12 tháng. Và đây là điện thoại Vertu. Đây là điện thoại Vertu dòng M, hàng copy loại 1, em nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về. Giá điện thoại là 850.000 đồng anh chị. Bao nhiêu tiền em ơi, vậy 850, em cho hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam cho anh chị luôn nha. Anh chị ơi, tại có nhiều comment đó anh chị, em Trúc không có trả lời được từng comment cho anh chị được hot luôn á. Cho nên là anh chị hãy cho Trúc xin cái số điện thoại cộng với cái màu sắc mình thích đi anh chị. Bên Trúc sẽ gọi điện thoại cho anh chị liền luôn nha. Trúc xin lỗi tại vì hiện tại gần 800 mấy anh chị xem em lận, em không có trả lời hết được comment của anh chị á. Dạ, một cái là 850 ạ. Anh chị thích màu nào, màu vàng, màu nâu hay là màu đen ạ? Màu nào cũng đẹp hết, nghe gọi thoải mái chút luôn nè. Rồi, anh chị ơi, đây là điện thoại Vertu dòng M, hàng copy loại 1. Em nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về luôn. Giá điện thoại là 850.000 đồng thôi. Anh chị yên tâm, máy mới 100%, máy nguyên zin, em bao kiểm tra hàng nha. Anh này một cái đầu gọi nha, kênh Châu Phan, cái đầu gọi trên Châu Phan nè. Anh Cô Hồng ơi, màu đen là 850 luôn anh trai nha. Màu đồng giá hết luôn, ba màu đồng giá. Anh chị ơi, điện thoại này bên em nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về, em không bán hàng Trung Quốc. Nếu như anh chị nào không tin Trúc nè thì thoải mái đặt hàng cho em bằng cách là cho em số điện thoại, em gửi hàng về tới nhà cho. Và anh chị ơi, hãy kiểm tra hàng giùm em, nếu như đây là hàng Made in China hoặc là hàng Trung Quốc anh chị xài không được, thẳng tay trả hàng lại cho em luôn. Đặc biệt giá là 850.000 đồng. Cái này ở ngoài thị trường đang bán lên tới 1,5 triệu, gần 2 triệu một cái. Nhưng tại shop Thanh Trúc chỉ bán là có 850.000 đồng thôi. Giúp anh chị có thể tiết kiệm được tiền mà còn xài được hàng cao cấp bên em anh chị yêu nha. Màu vàng nè chị, màu nâu gỗ với màu đen, ba màu cực kỳ đẹp luôn. Mặt trước cũng đẹp, mặt sau cũng đẹp luôn chị. Cầm lên nha, nghe gọi thoải mái cho em, kiểu dáng thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Em Trúc cầm đi xem nè. Em cầm lên đẹp như vậy đúng không? Anh chị cầm lên nghe gọi còn sang còn đẹp hơn gấp mấy lần nữa. Rồi, giá là 850.000. Chức năng của nó nha anh chị, cực kỳ dễ xài luôn. Nó là anh chị gắn được 2 sim, 2 sóng, 1 2 sim lớn, 1 2 sim cắt nè. Và anh chị gắn được thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB. Anh chị ơi, ai thích nghe nhạc gắn thẻ nhớ vào giùm em nha. Mở nhạc lên nghe âm thanh không to, em không lấy tiền. Nghe nhạc nghe gọi thoải mái, âm thanh rất là to luôn chị. Về nhà kiểm tra hàng giùm Trúc nha. Ai không tin em đặt hàng thoải mái cho em bằng cách là cho em số điện thoại cộng với màu mình thích, em gọi điện thoại cho mình ngay, em giao hàng và tới nhà cho. Kiểm tra hàng giùm em đi, kiểm tra nghe gọi, kiểm tra nghe nhạc thoải mái luôn. Nếu như điện thoại nghe gọi to rõ, nghe nhạc hay, trời Trúc ơi, điện thoại nghe nhạc hay quá em ơi, nghe gọi to rõ quá em ơi thì mới trả tiền cho em nha. Em bao kiểm tra hàng luôn. Em cảm ơn mấy anh trai chị gái cho số điện thoại cho em nha. Anh chị nào cho số điện thoại giữ máy giùm em gọi điện thoại tư vấn liền. Màu vàng, màu nâu với màu đen. Chức năng là mình gắn được 2 sim, 2 sóng, gắn được thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB. Đây chị hai cái lo nè, nghe nhạc cực kỳ to luôn, âm thanh không to, em không lấy tiền nha. Còn đây là camera của nó, quay phim chụp hình được luôn. Rất là đẹp luôn, chị cầm lên cực kỳ nặng tay nha. Anh chị còn bật Bluetooth, nghe đẹp em, ghi âm cuộc gọi. Và anh chị còn lên mạng đọc báo bằng 3G được luôn chị. Lên mạng đọc báo bằng 3G lướt web được anh chị nha. Và quay phim chụp hình được luôn. Đây là camera nè anh chị yêu nha. Còn cái điện thoại này cầm lên cực kỳ nặng tay. Để chất liệu cấu tạo nó anh chị được cấu tạo bởi hai chất liệu. Đây là bằng kim loại inox đặc cực kỳ dày, cộng với một lớp nhựa cao cấp cực kỳ dày luôn. Cho nên khi chị cầm cái điện thoại lên cực kỳ nặng tay. Em chứng minh cho chị thấy luôn nè. Đây, cầm lên không nặng tay, không lấy tiền, em bao kiểm tra hàng luôn chị yêu nha. Rồi, hàng cao cấp bảo hành chị là 12 tháng. Anh chị ơi, tại sao lại bán hàng loại 1 mà em không bán hàng rẻ tiền? Có nhiều anh chị hỏi Trúc nè. Trúc ơi, sao em bán hàng mắc tiền quá vậy?
sao không bán hàng 300 ngàn, 400 ngàn mà bán cái hàng tới 800 rưỡi vậy em? Thì anh chị ơi, tiền nào của đó. Bây giờ em hỏi anh chị nè, anh chị mua cái hàng cao cấp này, anh chị xài thoải mái, xài VivoCham luôn ha. Em bảo hành cho chị trọn gói là 12 tháng. Anh chị xài hư cục pin, em tặng mình cục pin miễn phí 12 tháng. Anh chị nào xài hư cục sạc, em tặng mình cục sạc mới miễn phí 12 tháng. Hư pin, alo Trúc liền. Trúc ơi, anh chị xài bị hư cục pin rồi em ơi, em tặng mình cục pin. Còn anh chị nào xài hư cục sạc, Trúc ơi, anh chị xài hư cục sạc rồi bé yêu ơi. Ok, ngay lập tức Trúc tặng mình cục sạc miễn phí trong vòng 12 tháng. Anh chị yêu nha, hư cục pin em tặng mình cục pin. Anh chị nào xài hư cục sạc đúng không? Gọi điện cho em tặng mình cục sạc miễn phí hoàn toàn trong vòng 12 tháng, không tính thêm tiền. Rồi, đó là cách bảo hành của bên hàng cao cấp. Bạn chị mua hàng 300 ngàn, 400 ngàn là không có cách bảo hành này anh chị yêu nha. Cho nên là chị xài thoải mái cho em luôn. Rồi, anh chị nào mua hàng của em vui lòng để lại giùm em cái số điện thoại của mình. Em sẽ gọi điện thoại chị ngay và em giao hàng tận nơi luôn. Tại vì thật sự là chị sẽ được quyền kiểm tra hàng thoải mái, nghe gọi thoải mái trước khi trả tiền. Anh chị nào không tin em về nhà kiểm tra hàng cho em. Nếu như điện thoại xài được tất cả đều giống như là em nói rồi thì anh chị mới trả tiền cho em anh chị yêu nha. Kiểm tra hàng thoải mái luôn. Rồi, pin được dùng lâu không em ơi? Dạ, pin mình xài được cả tuần hơn lần chị yêu nha. Pin cho chị xài được cả tuần hơn lận. Thậm chí mà chị còn có thể, nếu mà chị nghe gọi thường xuyên, nghe gọi nhiều quá, khách hàng chị gọi đến nhiều quá giống lúc nè, thì 1-2 ngày chị sạc một lần giùm em nha. Nhưng mà chị yên tâm, pin sạc xài thoải mái. Nếu hư cục pin, hư cục sạc, em tặng pin sạc mới cho chị miễn phí trong vòng 12 tháng. Trúc tặng mới, Trúc không tính tiền anh chị yêu nha. Hello cả nhà. Rồi, đây anh chị, mình có màu nâu gỗ đây anh chị. Màu nâu gỗ, màu vàng gold. À, cảm ơn Hà, anh Hà Nguyễn Hoàng đặt cái màu đen đúng không anh trai, cảm ơn trai nha. Em giao hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam mình luôn anh chị, ở đâu cũng giao hàng tới hết nha. Em nói rồi, nếu như anh chị đã không tin em, đặt hàng thoải mái bằng cách là cho em số điện thoại. Em giao hàng về tới nhà cho, em giao hàng về tới nhà cho. Em cho mình kiểm tra hàng luôn, nếu điện thoại này là made in China hoặc là hàng Trung Quốc, thẳng tay trả hàng lại cho em bao kiểm tra hàng. Cho nên em nói rồi, Trúc không lừa đảo. Em mà lừa đảo em ngồi livestream mỗi ngày. Có nhiều chị coi livestream của em, biết nhỏ này có lừa đảo không nữa, không biết điện thoại này xài có được không nữa, chi cho mệt vậy, mình suy nghĩ chi cho mệt vậy. Em hỏi mình một câu gì nè, Trúc có lấy tiền của anh chị trước không? Trúc có bỏ túi tiền của anh chị trước không? Không, không lấy tiền qua trước hết á. Anh chị đặt hàng của em, anh chị cho số điện thoại cho Trúc nè. Chúc giao hàng và tới ngày cho anh chị nè. Chúc cho anh chị kiểm tra hàng nè. Kiểm tra hàng nó chút đi, kiểm tra nghe gọi. Trời, chút điện thoại nghe hay quá em ơi. Nghe nhạc đảo em ơi. Rồi, kiểm tra xuất xứ sản phẩm cho em. Nếu mà kêu đây là hàng Trung Quốc, kiểm tra cho em. Nếu như đây là hàng made in China hoặc là hàng Trung Quốc xài không được, anh chị thẳng tay trả hàng lại cho em luôn. Em bao kiểm tra hàng. Cho nên những ai nói em lừa đảo, tội cái miệng ráng chịu ha. Trúc đã không lừa đảo, Trúc bán hàng là đặt đạo đức lên hàng đầu. Còn những bạn nào vô đây nói em lừa đảo, ok, từ từ ở đó đi, sống ráng, sống dai tí xíu để trả cái quả báo đó của mình. Chứ người ta không lừa đảo mà kêu người ta lừa đảo là quả báo tới nơi nha. Cho nên mấy bạn nào hiện tại khẩu nghiệp, nói này nói nọ người ta đang bán hàng, nói bậy nói bạ người ta, thì coi chừng quả báo tới nơi chứ không phải chơi nha. Rồi, hello mọi người. Đây anh chị ơi, đảm bảo luôn, đặt hàng giao hàng miễn phí, không tính thêm tiền gì hết, cho kiểm tra nghe gọi thoải mái. Kiểm tra tới khi nào xài được mới trả tiền cho em, còn xài không được thẳng tay trả hàng lại cho em luôn. Em bao kiểm tra hàng, em bao kiểm tra hàng luôn. Trúc nói là Trúc làm. Màu đen trên bất cần đời, cảm ơn anh nhanh trai bất cần đời ơi. Rồi, hello cả nhà. Mọi người bán không? Hello anh chị. Anh chị ơi, đây là điện thoại Vertu dòng M, hàng copy loại 1, em nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về. Chị nói chuyện hay quá mê luôn. Anh Định Trần giá là 850.000, chị cảm ơn Phương Bảo nha. Rồi, anh chị ơi, đây là điện thoại Vertu dòng M, hàng copy loại 1, em nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về. Giá điện thoại là 850.000 đồng Việt Nam thôi. Và đặc biệt các chị cam kết với chị luôn, đây là hàng Singapore 100%, Trúc không bán hàng Trung Quốc hàng cho nổi. Nếu như anh trai chị gái nào không tin Trúc nè, thoải mái cho em số điện thoại đặt hàng. Em giao hàng và tới nhà cho chị luôn, hãy kiểm tra hàng giùm em. Nếu như anh chị không tin đây là hàng Singapore đúng không, kiểm tra hàng cho em. Nếu như đây là hàng Trung Quốc, hàng made in China, thẳng tay trả hàng lại cho em luôn. Thì sản phẩm Vertu M hàng cao cấp này có 3 màu, anh chị có màu vàng gold, màu nâu gỗ, màu nâu gỗ và màu đen. Thích màu nào đặt màu đó, em sẽ giao hàng tận nơi cho chị luôn và em giao hàng miễn phí nha. Rồi, được quyền kiểm tra hàng thoải mái, nghe gọi thoải mái trước khi trả tiền. Anh chị ơi, kiểu dáng thiết kế điện thoại này nhìn đẹp từng cm một luôn anh chị. Đây đẹp lung linh nha anh chị nha. Đây, cầm lên cực kỳ nặng tay. Anh chị cầm lên cho em nha. Nghe gọi thoải mái, em cầm lên sang như vậy đúng không? Anh chị cầm lên còn sang còn đẹp hơn em gấp mấy lần nữa. Giá là có 850.000 đồng.
quá rẻ, chị rẻ hơn ngoài thị trường rất là nhiều luôn. Hiện tại ngoài thị trường đang bán hàng cao cấp này lên tới 1,5 triệu, gần 2 triệu một cái lận. Nhưng tại Shop chỉ bán có 850 nghìn đồng Việt Nam thôi, giúp anh chị có thể tiết kiệm được tiền mà còn có hàng cao cấp, hàng đẹp mà xài. Em cảm ơn Nguyễn Đinh Dũng nha. Em chỉ chống phai màu không chống đầy xước anh trai nha. Cái điện thoại mua mấy chục triệu gì mà còn trầy mà anh trai. Rồi em chống phai màu. Điện thoại này anh chị gắn được hai sim hai sóng, gắn được một thay sim lớn, một thay sim cắt, và chị gắn được thẻ nhớ từ 2 GB lên đến 16 GB. Anh chị ơi gắn thẻ nhớ vào giùm em, bật nhạc lên nghe, âm thanh không to em không lấy tiền anh chị yêu nha. Nghe nhạc to, âm thanh to rõ, nghe nhạc mượt mà vi vu luôn chị. Nghe nhạc thoải mái bằng thẻ nhớ từ 2 GB lên đến 16 GB. Rồi đặc biệt anh chị còn bật bài Bluetooth nè, nghe đẹp em, ghi âm cuộc gọi, và anh chị còn lên mạng đọc báo bằng 3G được luôn chị. Anh chị đã thích nghe nhạc đúng không? Anh thích đọc, đọc báo đúng không? Gắn và bật lên 3G, lướt web, đọc báo, đọc tin tức cho em bằng lên mạng được bằng 3G luôn. Và anh chị còn sử dụng cái điện thoại này để quay phim chụp hình được luôn chị yêu nha. Đây là camera của nó. Đây anh chị, đây là camera của nó, quay phim chụp hình được luôn, rất là đẹp anh chị yêu nha. Camera. Còn đây là hai cái loa của nó, anh chị có thể nghe nhạc thoải mái luôn. Bạn sẽ mở lên cho anh chị xem thử cái chức năng bên trong máy của nó luôn anh chị yêu nha. Anh chị yên tâm, khi mà Trúc giao hàng vào nhà cho anh chị đó là Trúc sẽ không lấy tiền trước, và anh chị yêu của em được quyền kiểm tra hàng, nghe gọi thoải mái trước khi trả tiền anh chị gái. Anh trai gái dễ thương của em nha. Đây anh chị xem giùm em nha. Đây, đây là phần màn hình chính của nó, có ngày giờ đầy đủ luôn chị. Màn hình chính của nó có ngày giờ đầy đủ luôn. Và đây chị có sim, hai sóng ở đây hiển thị ở đây nha. Và đây anh chị rất là đẹp luôn. Đó, rồi anh cho chị xem bên trong máy của nó luôn. Anh chị mở lên cái này phần ứng dụng bên trong. Ứng dụng của nó là dạng lưới, nhìn rất là đẹp luôn anh chị. Ứng dụng là dạng lưới nha. Đó, anh thấy không? Trong này em chỉnh sẵn tiếng Việt rồi. Trong này là có hai thứ tiếng, đó là tiếng Anh và tiếng Việt. Thì em chỉnh sẵn tiếng Việt rồi. Bây giờ anh chị có về nhà có việc gắn sim, gắn thẻ nhớ vào thôi. Cực kỳ đơn giản luôn chị. Đó, hai thứ tiếng anh chịu nha. Rất là đẹp luôn. Còn đây, em bấm cho chị xem cái phần bấm số luôn. Hàng không đẹp em không lấy tiền, em bao kiểm tra hàng luôn. Hello anh chị nha. Hàng không đẹp chút không lấy tiền. Đó, anh chị xem nha. Chữ số to rõ vô cùng luôn. Giá bao nhiêu vậy em ơi? Vậy giá là 850 nghìn anh trai ơi. Rất là đẹp luôn nha. À, đặc biệt là cái này chị, mình có thể làm quà tặng cho người lớn tuổi xài được luôn chị. Mình có thể làm quà tặng cho người lớn tuổi xài được luôn. Đây, đó, mình có thể làm quà tặng cho người lớn tuổi xài được luôn. Và đặc biệt là anh chị, mình có thể vợ làm quà tặng cho chồng, chồng làm quà tặng cho vợ, để vợ chồng mình có được một cái sản phẩm tốt để xài được về lâu về dài anh chị nha. Thì có nhiều anh chị hỏi Trúc cây nè, Trúc ơi tại sao lại không bán hàng rẻ tiền, hàng 200 ngàn, hàng 199 ngàn, hay là hàng 300, 500 ngàn ngoài đường nhiều lắm, sao không bán đi anh chị ơi? Tiền nào của đó, tiền nào của đó anh chị, tiền nào của đó. Tại sao lại không bán hàng rẻ tiền ở dễ bán? Tại vì anh chị ơi, anh chị thử ra ngoài đường mua cái hàng 200 ngàn, chị hỏi giùm em một câu, bạn ơi hàng 200 ngàn bảo hành thế nào, thì người ta có bảo hành được cho anh chị không? À, bên em bảo hành cho anh chị như thế này, hàng 200 ngàn, hàng 500 ngàn không ai bảo hành được cho em hết. Tại vì tiền nào của nó là vậy đó anh chị. Em tư vấn cho mình cách bảo hành luôn. Ví dụ như anh chị mua cái điện thoại này về của bên em, là bên em bảo hành cho anh chị, bên Trúc bảo hành chị là trọn gói 12 tháng. Xài thoải mái, xài vui cho em luôn, được bảo hành điện thoại trọn gói lên tới 12 tháng. Và anh chị xài điện thoại này có bị hư cục pin, hư cục sạc, em tặng mình pin sạc mới miễn phí trong vòng 12 tháng. À, anh chị xài hư cục pin đúng không? Anh chị gọi điện cho Trúc nè. Trúc ơi, anh chị xài hư pin rồi em ơi. Ok, em tặng mình cục pin miễn phí trong 12 tháng. Còn anh chị nào xài hư cục sạc, em tặng mình cục sạc mới miễn phí trong vòng 12 tháng, không tính thêm tiền anh chị yêu nha. Có nghĩa là hư cục pin, không cần bỏ tiền ra ngoài đường mua pin đâu. Thì gọi điện cho Trúc. Trúc ơi, anh chị xài điện thoại em bị hư cục pin rồi em ơi. Ok, em tặng mình ngay cục pin. Tặng miễn phí trong 12 tháng không tính tiền. Còn anh chị nào xài hư cục sạc, alo cho em. Trúc ơi, anh chị xài hư cục sạc rồi em ơi. Ok, ngay lập tức em tặng mình cục sạc mới miễn phí không tính thêm tiền trong vòng 12 tháng. Có giao tận nơi không vậy em ơi? Em giao hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam mình luôn anh chị yêu nha. Anh chị ở đâu trên Việt Nam này, bên em đều giao hàng về tận nơi tận nhà luôn. Và anh chị được quyền kiểm tra hàng, nghe gọi thoải mái trước khi trả tiền. Nghe nhạc hay lắm, anh chị gắn được thẻ nhớ là từ 2 GB lên đến 16 GB. Nghe nhạc thoải mái cho em, đây là hai cái loa của nó anh chị. Mở nhạc lên nghe, âm thanh không to em không lấy tiền. Comment xin hỏi của mình cho em đi chị, tại vì có nhiều comment quá Trúc không có trả lời hết được từng comment cho anh chị được á. Có khi Trúc bỏ sót comment của anh chị, Trúc không có trả lời được hết á, cho nên là anh chị coi cho số điện thoại cho em đi để em gọi điện thoại tư vấn anh chị thêm nha. Đây cái màu vàng gold anh chị cực kỳ đẹp luôn, màu vàng gold.
Đấy. À, thích màu nào cho em số điện thoại, đặt màu đó và em gọi điện thoại tư vấn ngay cho chị yêu luôn nha. Hỗ trợ bằng cách là gọi điện thoại chứ bây giờ trả lời từng comment không trả lời hết được. Xin lỗi chị nhiều lắm nha. Dạ, giá là 850.000 đồng thôi chị yêu nè, 850.000 đồng thôi. Đồng Tháp tới luôn ơi. À, Đồng Tháp tới luôn ơi, Đồng Tháp tới luôn nha. Dạ, giá này là 850.000 đồng thôi chị. Anh chị ơi, đây điện thoại Vê Tu dòng M, hàng copy loại ML nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về. Giá điện thoại chỉ có 850.000 đồng thôi. Bên em giao hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam mình luôn. Hiện tại anh chị nào đang có nhu cầu mua một cái điện thoại nhỏ gọn, bỏ túi tiện lợi và xài siêu bền theo năm tháng, kiểu dáng thiết kế là đẹp nữa, thì đây là sự lựa chọn quá tuyệt vời cho anh chị luôn nha. Đây em cầm cho chị xem nè. Chứ cầm lên đẹp như vậy đúng không? Anh chị cầm lên còn đẹp, còn sang hơn em gấp mấy lần nữa. Cầm cực kỳ nặng tay anh chị. Là chất liệu của dòng điện thoại Vê Tu cao cấp này được cấu tạo bởi hai chất liệu cực kỳ dày luôn. Đó là bằng kim loại inox đặc rất là dày. Em cảm ơn anh chị cho số điện thoại cho em nha. À, cầm lên nặng tay lắm chị, và chất liệu của nó là bằng nhựa rất là dày, giúp anh chị có thể tiếp, có thể cầm lên nặng tay cực kỳ luôn. Và hiện tại dòng cao cấp này đang bán ở ngoài trường lên tới 1,5 triệu, gần 2 triệu. Em cảm ơn lợi cho số điện thoại cho em nha, anh Đợi Đức ơi. Em cảm ơn anh Lê Hà Sơn cho số điện thoại cho em nha. Rồi sẽ gọi điện thoại cho anh chị liền luôn. Em cảm ơn nè. Mình có màu nâu gỗ, anh chị sẽ có là màu vàng gold và anh chị sẽ có là màu đen nha. À, và đặc biệt anh chị, đây là hàng Singapore 100%, Trúc không bán hàng Trung Quốc hàng cho nổi. Nếu như anh chị nào không tin em, đặt hàng thoải mái bằng cách là cho em số điện thoại của anh chị nha, cho Trúc số điện thoại liền luôn. Bên Trúc sẽ giao hàng về tận nơi và chị hãy kiểm tra hàng giùm Trúc. Nếu như đây điện thoại Martin China hoặc đây điện thoại Trung Quốc, anh chị có quyền là thẳng tay trả hàng lại cho em nếu sản phẩm không giống như là Trúc nói nha. Em bao kiểm tra hàng luôn và em cho mình kiểm tra hàng miễn phí trước khi trả tiền. Rồi, mà anh chị gắn được 2 sim, 2 sóng, 1 khay sim lớn, 1 khay sim cắt. Và anh chị gắn được thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB. Anh chị nào thích nghe nhạc, gắn thẻ nhớ vào giùm em nha. Anh chị mở nhạc lên nghe, đảm bảo âm thanh cực kỳ to rõ, lo nghe rất là hay luôn chị. Mở nhạc lên nghe thoải mái cho em luôn, âm thanh không to em không lấy tiền. Tại vì sao? Tại vì em cho anh chị được kiểm tra hàng, nghe gọi thoải mái tại nhà trước khi thanh toán tiền cho em luôn. Quá tuyệt vời luôn chị. Em không lấy tiền của mình trước thì yên tâm nha. Rồi, anh chị còn bật bài Bluetooth, nghe đẹp em, ghi âm cuộc gọi, và anh chị còn lên mạng đọc báo bằng 3G được luôn. Anh trai chị gái nào thích đọc báo lên mạng bằng 3G, anh chị có thể đọc báo thoải mái cho em luôn nha. Em cảm ơn gà nướng có số điện thoại cho em nha. Và giá là 850.000 thôi, rất là rẻ luôn chị, ba màu đồng giá nha. Chỉ có 850.000 đồng Việt Nam thôi là anh chị đã sở hữu được ngay một cái điện thoại cực kỳ đẹp như thế này rồi anh chị yêu nha. À, cần em tư vấn thêm về sản phẩm anh chị hoặc thích cái điện thoại màu nào, chỉ cần để lại cho em số điện thoại của mình thôi. Bên em sẽ gọi điện thoại hỗ trợ anh chị ngay bây giờ luôn. Cảm ơn Quang Vinh Nguyễn số điện thoại cho em luôn nha. Màu đen, màu vàng gold với màu nâu gỗ đây chị. Mình có thể bật bài Bluetooth, nghe đẹp em, ghi âm cuộc gọi, và anh chị còn lên mạng lướt web bằng 3G và quay phim chụp hình được luôn anh chị yêu nha. Đây là camera của nó đây. Rồi em cho anh chị nghe thử cái âm thanh của nó luôn. Anh chị yên tâm, trời ơi, cái anh Hùng Lê ơi, anh làm như em lấy tiền của anh trước vậy. Khi mà em giao hàng về nhà cho anh được quyền kiểm tra hàng, anh gắn sim, gắn thẻ nhớ vào, anh bật nhạc lên cho em, anh nghe thoải mái luôn, ok mới trả tiền cho em nha. Trời ơi, làm như em lấy tiền của anh trước vậy. Hello chị, cho anh chị xem nha. Đây, nghe nhạc thử giùm em nha. Anh Nguyễn Dũng giá là 850.000 đồng thôi. Chỉnh lớn nhỏ tùy theo thích của anh chị nha. Đấy, rất là to luôn chị. Âm thanh khá là to đó chị, có thể nghe nhạc chỉnh lớn nhỏ tùy theo thích của mình luôn. Dạ, cảm ơn Hiếu Vũ số điện thoại cho em nè. Hello chị Lê Trang giá là 850.000 thôi chị Lê Trang nha. Vàng gold bao nhiêu em ơi? Dạ, ba màu đồng giá 850.000 đồng anh trai nè. Rồi, đặc biệt 2 sim 2 sóng, gắn được thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB. Nghe nhạc thoải mái, bật bài Bluetooth, nghe đẹp em, ghi âm cuộc gọi, lên mạng lướt web bằng 3G, và có thể quay phim chụp hình được luôn, rất là đẹp anh chị. Xài thoải mái, bao kiểm tra hàng trước thì đã tiền anh chị yêu nha. Ai không tin em về kiểm tra hàng cho em nha. Nếu điện thoại xài được và giống như là em nói rồi thì mới trả tiền cho em anh chị yêu nha. Rồi, đặc biệt anh chị còn sử dụng cái điện thoại này để mà được bảo hành trọn gói lên tới 12 tháng. Có nhiều anh chị hỏi Trúc nè, Trúc ơi, tại sao Trúc lại không bán hàng rẻ tiền thôi, hàng 300 ngàn, 400 ngàn bán được rồi. Thì anh chị ơi, cái hàng 300 ngàn, 400 ngàn thì
bán được là chắc chắn luôn rồi đó. Nhưng vấn đề là chị ơi, bán hàng rẻ tiền để khách hàng của mình xài không được bền, và mình bán mất uy tín của mình thì bán để làm gì anh chị? Cho nên chẳng thà bán cái hàng chất lượng mà anh chị xài được về lâu về dài và anh chị xài được an toàn cho mình, sau này còn giới thiệu người thân bạn bè ủng hộ em nữa. Tại sao lại bán hàng cao cấp? Tại vì khi mà chị sử dụng cái sản phẩm V2M này, anh chị sẽ được bảo hành trọn gói lên tới 12 tháng bảo hành, trọn gói nguyên cái máy luôn chị. Thí dụ anh chị xài hư cục pin đúng không, em tặng mình cục pin miễn phí. Còn anh chị nào xài hư cục sạc, em tặng mình cục sạc mới miễn phí trong vòng 12 tháng. Hư cục pin, alo Trúc liền. Trúc ơi, anh chị xài hư pin rồi em ơi. Ok, em tặng mình cục pin liền, em tặng miễn phí, em không tính tiền anh chị nha. Còn cục sạc bị hư, gọi cho em. Trúc ơi, sạc hư rồi em ơi. Ngay lập tức em tặng mình cục sạc mới miễn phí hoàn toàn trong vòng 12 tháng, em không tính tiền anh chị yêu nha. Rồi, đặc biệt anh chị, cái sản phẩm này anh chị xài thoải mái, xài Vivo cho em luôn. Thì sẽ có 3 màu cho chị chọn nha anh chị yêu nha. Mình có màu vàng, màu đen với màu nâu. Thì anh chị xài cho em, xài tới cỡ nào xài và không có lo lắng là bị phai màu. Nếu mà chị nào sử dụng sản phẩm này của em nè anh chị, xài trong 1 năm mà bị phai màu nha, thì ngay lập tức gọi điện cho Trúc liền. Trúc ơi, điện thoại anh chị xài bị phai màu rồi em ơi. Ngay lập tức bên công ty của em sẽ cho anh chị được đổi luôn điện thoại mới miễn phí trong vòng 12 tháng sử dụng. Đây chị, ví dụ chị mua cái màu vàng xài bị phai màu đi ha, là mình chị sẽ được đổi ngay cái điện thoại mới liền. Được đổi ngay điện thoại mới miễn phí trong 12 tháng nếu sản phẩm bị phai màu. Tại bên em cam kết sản phẩm không phai màu chị nha. Bao nhiêu tiền em ơi? Vậy giá là 850.000 thôi anh chị yêu nha, cực kỳ đẹp luôn. Anh chị có màu đen, anh chị sẽ có là màu vàng gold, với lại là chị sẽ có luôn là màu nâu gỗ nha. Hello anh chị thích màu nào cho em số điện thoại cộng với màu sắc anh chị thích thôi. Em sẽ gọi điện thoại anh chị ngay và Trúc sẽ giao hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam mình luôn. Đặc biệt anh chị, shop em ở tại địa chỉ là 165/36/18 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như anh trai chị gái nào mà có nhu cầu qua tận cửa hàng Trúc mua hàng thì chị vui lòng là comment lại giùm em cái số điện thoại của mình cộng với cái màu sắc mình thích nha. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị, cho số điện thoại cũng được nữa. Em sẽ cho mình cái địa chỉ để chị qua tận shop em mua hàng luôn. Còn anh chị nào mà ở xa hơn thì cho em luôn cái số điện thoại đem giao hàng tận nhà cho chị yêu luôn nha. Ở đâu em cũng giao hàng tới nhà hết, anh chị yên tâm. Có Nokia 8080 anh ơi, em không bán Nokia 8080. Anh hỏi giùm em là cái Nokia 8080 á, nó mắc tiền thiệt, có nó mắc tiền hơn cái này nữa. Nhưng mà anh hỏi giùm em nè, anh hỏi giùm cái chỗ bán 8080 á, bạn ơi, tôi xài cái điện thoại 8080 của bạn á, nếu mà bị phai màu bạc màu á, bạn có cho tôi đổi mới điện thoại miễn phí trong 12 tháng hay không? Tôi có được đổi mới điện thoại trong 12 tháng miễn phí không tính thêm tiền không bạn? Và hỏi em thêm một câu nữa, nếu tôi xài cục pin bị hư, tôi xài cục sạc bị hư, bạn có tặng tôi pin sạc mới miễn phí trong 12 tháng giống như shop em hay không? Anh hỏi em, tại sao em lại không bán 8800, tại sao lại không bán những dòng sản phẩm khác? Tại vì cách bảo hành không tốt nên em không bán được. Cho nên là chẳng hà anh chị, các sản phẩm không quan trọng giá cả, chỉ quan trọng là cái cách bảo hành có tốt hay không, mà chị xài được sản phẩm có được về lâu về dài hay không thôi. Chứ còn cách, còn giá tiền thì nó muôn màu muôn vẻ anh chị, có thể là tới 10 triệu một cái điện thoại chẳng hạn, hoặc có thể là 100.000, 500.000 một cái, nhưng quan trọng là mình có được bảo hành tốt hay không thôi. Ok anh chị, có thể anh chị có thể mua cái 100.000-200.000 vẫn có. Rồi, anh chị nào cần em tư vấn thêm về sản phẩm này, anh chị vui lòng để lại giùm em cái số điện thoại của anh chị nha. Bên em sẽ gọi điện thoại anh chị ngay và em giao hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam mình luôn. Anh chị ở đâu trên cái Việt Nam này, chúng đều sẽ giao hàng về tới nhà hết cho chị luôn nha. Được quyền kiểm tra nghe gọi thoải mái trước khi thanh toán tiền cho em. Đẹp cực kỳ luôn chị, điện thoại cầm lên không đẹp em không lấy tiền. Em bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền luôn. Rồi, anh chị ơi, đây là điện thoại Vertu dòng M, hàng copy loại 1, em nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về luôn. Giá điện thoại là 850.000 đồng một chiếc thôi. Cam kết là hàng nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về luôn. Em không bán hàng Trung Quốc, hàng trao đổi, em cam kết luôn. Anh chị nào không tin em đặt hàng thoải mái bằng cách là cho em số điện thoại của mình nha. Em sẽ gọi điện thoại xin địa chỉ của anh chị và em giao hàng về tận nhà luôn. Em giao hàng là miễn phí. Anh chị kiểm tra hàng giùm em nè. Kiểm tra nếu như điện thoại này là made in China, hoặc đây là điện thoại Trung Quốc anh chị xài không được và không giống như là em nói, anh chị có quyền là thẳng tay trả hàng lại cho em luôn. Em bao kiểm tra hàng miễn phí nha. Rồi, em sẽ mở cho chàng trai nào muốn nghe nhạc chuông, mở cho mình nghe cái nhạc chuông của nó luôn nha. Đây, em mở loa cho mình xem nha, hồi nãy anh này yêu cầu nè. Đây, nghe giùm em nha. Âm thanh cực kỳ to luôn chị, âm thanh không to em không lấy tiền nha.
mình nói chỉnh lớn nhỏ tùy thích của mình có thể chỉnh nhỏ lại theo cái ý thích của mình anh chị yêu nha. Đấy. Chỉ gặp ba màu đúng không em? Mọi người nha. Hello anh trai chị gái nè. Rồi comment số điện thoại của mình cho em gọi điện thoại cho chị luôn nè chị ơi. Rồi anh chị đặc biệt nha anh chị. Biết em đâu mà trả hả em? Anh ơi, Trúc không lẽ Trúc ngồi lại stream đây Trúc lừa đảo anh cái điện thoại có 850 anh trai. Nếu mà anh không tin em, anh đừng mua hàng ủng hộ em ngay bây giờ mà anh hãy bấm theo dõi livestream của em. Anh bấm theo dõi từ ngày này sang ngày khác cho tới 1 năm sau anh mua vẫn được. Có 850.000 đồng hà, chứ không phải em bán điện thoại 8 triệu nha. Chứ nên không có lý do gì em lừa đảo anh cả. Đặc biệt em cho anh kiểm tra hàng trước, có nghĩa là em đâu có lấy tiền của anh trước đâu. Anh cứ kiểm tra hàng giùm em, nếu như điện thoại của em xài được, anh nhận hàng anh trả tiền. Còn nếu điện thoại xài không được, anh thẳng tay trả hàng lại cho em. Anh suy nghĩ kỹ đi, nếu như em lừa đảo anh thì tại sao để cho anh kiểm tra hàng trước thoải mái trước khi trả tiền? Hả anh trai, cho nên mình cứ cần suy nghĩ bao nhiêu đó là đủ rồi. Nếu người ta lừa đảo mình cái điện thoại xài không được vậy, ủa vậy em kêu anh kiểm tra hàng nó làm gì, để phát hiện điện thoại xài không được cái trả hàng lại cho em hả? Cho nên là anh ơi, suy nghĩ kỹ trước khi comment cái câu nói đó cho em. Để em cảm ơn anh nhiều lắm. Còn nếu muốn biết em ở đâu dễ lắm, cái anh hỏi Trúc ơi địa chỉ của em ở đâu, Trúc sẽ cung cấp liền. Địa chỉ của em là nhà của em luôn. Địa chỉ của em là 165 trên 36 trên 18 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh anh chị yêu nha. Rồi em mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Anh chị nào có nhu cầu ở shop em mua hàng cho em luôn số điện thoại của mình, em dẫn cho anh chị qua tận shop em luôn. Em mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, không sao hết. Còn anh chị nào em luôn luôn phục vụ khách hàng của em, lúc nào cũng mở cửa chào đón chị qua tận nơi hết. Em là mở cửa tại thành phố Hồ Chí Minh, còn nếu mà anh chị nói xa hơn em vẫn có nhu dịch vụ. Em là bán hàng trên toàn quốc Việt Nam mình luôn, ở đâu cũng giao hàng tới hết. Anh chị ở đâu trên Việt Nam này Trúc đều sẽ giao hàng về tận nhà. Và anh chị vui lòng giúp em là hãy mở cái điện thoại của em ra, gắn sim gắn thẻ nhớ vào, bật nguồn điện thoại lên, kiểm tra nghe gọi, kiểm tra nghe nhạc thoải mái. Nếu như điện thoại xài được và giống như lời em đang nói ở đây rồi thì anh chị mới trả tiền cho em nha. Em bao kiểm tra hàng luôn, em không lấy tiền của ai trước hết. Tiền còn nằm trong túi em chị á, Trúc chưa có lấy ngàn nào hết cho nên yên tâm nha. Hello mọi người. Rồi hello anh chị, tặng gì vậy em ơi? Dạ em chơi game xong rồi, em chơi game được 30 phút đầu thôi nha anh trai nha. Lần sau vô xem livestream game sớm sớm được chơi game với em nha. Em chơi game mini mỗi ngày luôn, bấm theo dõi livestream của em đi. Hello anh chị. Hello anh Tuyên nha, hello chị. Hello chị Tuyền, giá là 850 nghìn, em ship miền Trung không em ơi? Em giao hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam mình luôn anh ơi, cho nên là đâu cũng giao hàng tới hết. Dạ công tâm tới luôn anh ơi, giao hàng tới công tâm cho mình luôn nha. Hàng China hả em? Dạ không anh ơi, em kiểm tra hàng giùm em, nếu như đây là hàng made in China hoặc đây là hàng Trung Quốc anh xài không được, anh thẳng tay trả hàng lại cho em luôn. Đây là hàng cam kết là hàng Singapore 100%. Khách hàng ơi, ai không tin em đừng trả tiền cho em trước, em không lấy tiền qua trước hết, kiểm tra hàng giùm em đi. Nếu như mà hàng xài được và giống như là em nói rồi thì mới trả tiền cho em nha. Rồi, anh chị ơi, đây là điện thoại với tôi dòng M, hàng copy loại 1, em nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về. Giá điện thoại là 850.000 đồng Việt Nam thôi. Đặc biệt anh chị, cam kết với chị luôn, yên tâm mà xài. Điện thoại này xài rất là bền. Em cung cấp cho chị, em Trúc bán hàng là uy tín 100% rồi, không nói không có nói điều. Tại vì khi mà em giao hàng cho anh chị là anh chị nào không tin đây là hàng Singapore đúng không? Về nhà kiểm tra hàng Trúc nha. Mở điện thoại ra, nếu như đây là hàng made in China hoặc là hàng Trung Quốc xài không được, anh chị có quyền là thẳng tay trả hàng về lại cho em, bao kiểm tra hàng luôn. Rồi, đặc biệt anh chị có màu nâu gỗ, màu vàng gold với màu đen, thích màu nào chọn màu đó, em sẽ giao hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam cho anh chị luôn nha. Cam kết hàng Singapore 100%. Nếu như anh chị nào mua hàng phát hiện ra hàng Trung Quốc hoặc made in China hoặc không giống như lời Trúc giới thiệu ở đây, anh chị có quyền là thẳng tay trả hàng về lại cho em. Dạ, giá là 850.000 đồng anh chị. Cái hàng cao cấp này đang bán ngoài thị trường lên tới 1 triệu rưỡi, gần 2 triệu một cái là giá chưa sale. Nhưng giá sale sát gốc rồi, chỉ còn 850.000 đồng Việt Nam thôi. Ba màu đồng giá anh chị. Cầm cực kỳ nặng tay và cầm lên nghe gọi cực kỳ sang trọng luôn chị. Em cầm lên đẹp như vậy rồi đúng không? Anh chị cầm lên còn sang còn đẹp hơn Trúc gấp mấy lần nữa anh chị nha. Nghe gọi thoải mái cho em luôn.
Rồi, anh chỉ gắn được hai sim hai sóng, anh chỉ gắn được một khay sim lớn và một khay sim cắt. Anh chỉ còn gắn được thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB. Anh trai chị gái ơi, gắn thẻ nhớ vào cho em nha. Mở nhạc lên nghe, âm thanh không to em không lấy tiền. Dạ Hậu Giang tới luôn anh ơi. Anh chị ở đâu trên Việt Nam này, em đều giao hàng tới hết, anh chị yên tâm nha. Rồi, màu đen nè chị, màu đen phối viền vàng rất là sang trọng luôn chị nhé. Đó, nghe gọi thoải mái cho em luôn. Màu đen nè chị, màu đen phối viền vàng cầm cực kỳ sang trọng đẳng cấp luôn chị yêu nha. Còn đây là màu vàng gold và màu nâu gỗ. Thích màu nào chọn màu đó, em sẽ giao hàng tận nhà cho chị yêu luôn nha. Rồi, đặc biệt hai sim hai sóng anh chị gắn được thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB. Nghe nhạc thoải mái, âm thanh không to, em không lấy tiền anh chị. Điện thoại này loa rất là to luôn, to hơn những điện thoại thông thường khác. Cho nên anh chị nào thích điện thoại nghe gọi to rõ thì đây là sự lựa chọn quá tuyệt vời cho anh chị luôn nha. Và giá là 850.000 thôi anh chị, 850.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn chị yêu nè. Anh chị còn có thể bật bài Bluetooth nghe đẹp em, ghi âm cuộc gọi, và anh chị còn lên mạng đọc báo bằng 3G được luôn chị yêu nha, lên mạng lướt web bằng 3G được luôn. Một cái điện thoại rất là nhỏ gọn nhưng mà rất là nhiều chức năng, anh chị xài thoải mái cho em luôn. Còn đây là camera nè chị, camera có thể dùng để quay phim chụp hình được luôn nha. Rồi, cho em số điện thoại, anh chị thích màu nào cho em số điện thoại cộng với màu sắc mình thích nha anh chị nha. Bên em sẽ gọi điện thoại cho anh chị liền luôn, em giao hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam mình nha. Bán trên một cái màu đồng, anh cho em số điện thoại cho em luôn. Su Hoàng ơi, màu vàng đồng đúng anh trai, là cái màu nâu gỗ nè. Còn đây là cái màu vàng gold, còn đây là cái màu đen của mình nha. Ba màu đều đẹp hết, chị chọn cái màu nào cũng sang hết anh chị nha. Trúc bán hàng cao cấp, tại vì cái hàng cao cấp này bên em sẽ bảo hành cho chị trọn gói lên tới 12 tháng mà hàng trôi nổi và hàng rẻ tiền. Sẽ không ai bảo hành theo kiểu này, tại vì đây là cách bảo hành của hàng cao cấp, hàng rẻ tiền không ai bảo hành cho anh chị yêu nha. Đó là chị sẽ được bảo hành trọn gói điện thoại lên tới 12 tháng bảo hành. Anh chị xài hư cục pin, em tặng mình cục pin miễn phí trong vòng 12 tháng. Còn anh chị nào xài điện thoại này trong vòng 12 tháng bị hư cục sạc, em tặng mình cục sạc miễn phí trong vòng 12 tháng. Anh chị xài hư cục pin đúng không? Em tặng mình cục pin miễn phí. Còn anh trai chị gái nào xài hư cục sạc, em tặng mình cục sạc miễn phí trong vòng 12 tháng. Hư pin, hư sạc gọi điện cho Trúc liền luôn. Trúc ơi, hôm bữa mua điện thoại của em bị hư cục pin, hư cục sạc rồi. Thì ngay lập tức em tặng mình pin sạc miễn phí trong vòng 12 tháng, không tính thêm tiền. Dạ em tặng miễn phí anh chị yêu nha. Rồi bao nhiêu tiền vậy em ơi? Giá là 850.000 đồng. Hello anh Trịnh Xuân Tân, hello anh Lời Nguyễn nè. Anh Hiệp Nguyễn, một cái màu vàng cái số điện thoại cho em luôn Hiệp Nguyễn nha. Anh chị chỉ cần để lại cho Trúc số điện thoại cộng với màu sắc mình thích thôi, bên em sẽ gọi điện thoại anh chị ngay, em giao hàng tận nhà luôn cho anh chị yêu nè. Anh chị của em được quyền kiểm tra nghe gọi, kiểm tra thoải mái. Nếu như điện thoại này xài được, nghe gọi mượt mà vivo và giống như là em nói rồi thì anh chị mới trả tiền cho em nha. Và giá là 850.000 đồng một cái và ba màu đồng giá anh chị. Màu đen cực kỳ đẳng cấp sang trọng, màu vàng gold với màu nâu gỗ luôn chị. Thích màu nào chọn màu nấy, em giao hàng về tới nhà cho anh trai gái luôn nha. Cực kỳ đẹp anh chị. Rồi, đặc biệt cái dòng điện thoại V2M này, anh chị xài thoải mái cho em. Cái màu nào cũng đẹp hết và xài không sợ bị phai màu. Bên em cam kết sản phẩm xài cỡ nào xài cầm nắm nghe gọi thoải mái cho em luôn, không phai màu. Anh chị cầm nắm nghe gọi thoải mái cho em. Nếu như mà anh chị nào sử dụng sản phẩm của Trúc nè, xài trong vòng 12 tháng mà có trường hợp phai màu, bạc màu xảy ra, em sẽ cho anh được đổi luôn điện thoại mới miễn phí trong 12 tháng. Điện thoại cũ xài phai màu được đổi ngay cái điện thoại mới liền, đổi miễn phí không tính thêm tiền anh chị nha. Tại vì bên Trúc là cam kết sản phẩm không phai màu và Trúc bảo hành màu 12 tháng luôn. Đó, có nhiều anh chị kêu là tôi mua hàng rẻ tiền hơn, cái hàng nó mắc tiền quá, tôi mua cái hàng 300 ngàn tôi xài được rồi. Vậy em hỏi nè, cái hàng 300 ngàn có cho mình đổi mới điện thoại trong 12 tháng hay không? Cái hàng 300 ngàn có tặng mình pin sạc khi mình xài pin sạc bị hư hỏng hay không? Đó là câu hỏi mình nên đặt ra. Còn giá tiền hàng rẻ tiền ngoài đường nhiều lắm anh chị, 199.000 cũng có, 90.000 cũng có một cái điện thoại rồi. Nhưng vấn đề là nếu như anh chị nào muốn mua cái điện thoại mà xài được về lâu về dài và an toàn cho bản thân mình, và cầm ra nghe gọi ngoài đường thì nó an toàn cho mình và nó đẹp, mình cầm ở đâu mình cũng hãnh diện hết, thì đây là sự lựa chọn quá tuyệt vời. Phong thủy lại tốt đến chị yêu nha. Đó rồi, cho nên chị nào ưng cái điện thoại này dùng để nghe gọi nghe nhạc cho mượt mà thì anh chị vui lòng comment giùm em cái số điện thoại của mình để bên Trúc gọi điện thoại và giao hàng về tới nhà cho chị luôn nha. Anh chị ở đâu trên Việt Nam này em đều giao hàng về tới nhà chị hết. Yên tâm, Trúc sẽ không lấy tiền của anh chị trước đâu. Khi mà em giao hàng về nhà, anh chị vui lòng giúp em là mở cái điện thoại ra, gắn sim, gắn thẻ nhớ vào, bật nguồn điện thoại lên, kiểm tra nghe gọi, kiểm tra nghe nhạc giùm em. Nếu như điện thoại nghe gọi ok, Trúc về điện thoại nghe hay với em ơi, điện thoại nghe nhạc đảo với em ơi, thì anh chị mới trả tiền cho em nha. Giá là
150.000 và cho kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền. Nếu như em lừa đảo anh chị thì tại sao lại cho mình kiểm tra hàng trước ạ? Cho anh chị yên tâm nha, được quyền kiểm tra hàng nghe gọi thoải mái. Nếu như điện thoại này xài được và giống như là em nói rồi thì mới trả tiền cho em. Em cảm ơn anh Nguyễn Hoàng, số điện thoại cho em sẽ gọi thoại cho anh Nguyễn Hoàng ngay nha. Đây chị, mình có màu đen, mình có màu vàng gold với màu nâu gỗ anh chị, ba màu cực kỳ sang trọng luôn. Chị cầm cái màu lên cũng đẳng cấp hết, nghe gọi thoải mái cho em, đem cầm lên đẹp như vậy đúng không? Anh chị cầm lên còn đẹp còn sang hơn em gấp mấy lần nữa anh chị yêu nha. 850.000 đồng thôi. Rồi anh chị ơi, đây là điện thoại Vertu dòng M, hàng copy loại 1, em nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về, giá điện thoại là 850.000 đồng. Hiện tại dòng cao cấp này đang bán ngoài thị trường lên tới 1,5 triệu, gần 2 triệu một cái chị, rất là mắc luôn. Nhưng tại shop của anh Trúc chỉ bán là có 850.000 đồng Việt Nam thôi, giúp anh chị có thể tiết kiệm được tiền mà còn xài được hàng cao cấp của em nữa nha. Rồi, cam kết đây là hàng Singapore 100%. Nếu như anh chị nào mua hàng các em về phát hiện ra đây là hàng Trung Quốc, em cho kiểm tra hàng trước mà. Anh chị nào không tin em, đây là hàng Singapore đúng không? Kiểm tra hàng cho em đi. Về mở điện thoại ra, gắn SIM gắn thẻ nhớ vào, kiểm tra hàng cho em. Nếu như đây là hàng Made in China, nếu như đây là hàng Made in China hoặc đây là hàng Trung Quốc xài không được, anh chị có quyền là thẳng tay trả hàng lại cho em luôn. Em bao kiểm tra hàng nha. Hello Nam Bùi, một cái màu đen cho Nam Bùi, ok Nam Bùi nha. Rồi, anh chị đặc biệt luôn, cái điện thoại này anh chị còn gắn được là 2 SIM, 2 sóng, gắn được thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB. Anh trai chị gái nào thích nghe nhạc đúng không? Hoặc là thích nghe gọi thoải mái thì gắn 2 SIM, 2 sóng và gắn cái thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB vào cho em nha. Nghe nhạc thoải mái, âm thanh không to, em không lấy tiền. Điện thoại này rất là đẹp luôn chị, nghe gọi thoải mái cho em luôn. Rồi, gắn được 2 SIM, 2 sóng, gắn được thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB. Nghe gọi nghe nhạc âm thanh to rõ vô cùng, em đảm bảo chị luôn. Mình có thể dùng cái điện thoại này để chị có thể vợ làm quà tặng cho chồng, để chồng mình có thể thuận lợi hơn cho việc làm ăn kinh doanh mua bán và nghe gọi được thuận lợi hơn. Hoặc chồng làm quà tặng cho vợ là một món quà vô cùng ý nghĩa luôn anh chị yêu nha. Rồi, hoặc là con cái hay làm quà tặng cho cha mẹ, cho ông bà của mình là một món quà vô cùng ý nghĩa. Tại cái điện thoại này chị nhỏ gọn, xài lại an toàn nữa và âm thanh nghe gọi rất là to rõ luôn chị yêu nha. Đây là hai cái loa của nó, mở nhạc lên nghe cho em, âm thanh không to, em không lấy tiền. Em biết rằng anh chị đã có điện thoại cảm ứng rồi, nhưng mua thêm cái này nữa để bỏ túi nhỏ gọn tiện lại, xài nó an toàn cho mình, ra ngoài đường nghe gọi cũng không sợ bị cướp nữa. Tại vì cảm ứng của mình mắc tiền, nhưng mà cái điện thoại này rất là rẻ luôn, có 8,5 triệu ha. Mình rất là dễ xài luôn chị yêu nha. Rồi, cảm ơn anh, em cảm ơn anh Vũ Kiệt cho số điện thoại cho em nè, một cái màu vàng cho anh Vũ Vũ Kiệt nha. Cảm ơn anh rất nhiều việc chứ. Anh Vũ Vũ Việt, em cảm ơn anh. Rồi, Thanh An Võ giá là 850.000 đồng chị gái nha. Đây, màu đen của mình đây, phong cách sang trọng quyền lực là màu đen. Mình có thể bật Bluetooth, nghe đẹp em, ghi âm cuộc gọi, và anh chị còn có thể lên mạng đọc báo bằng 3G được luôn anh chị yêu nha. Một cái điện thoại nhỏ gọn mà rất là nhiều chức năng, anh chị xài thoải mái cho em luôn. Đây là camera nè chị, quay phim chụp hình được. Còn đây là hai cái lo của nó, chị mở nhạc lên nghe chút nha, âm thanh không to, em không lấy tiền đâu, anh chị yên tâm nè. Hello CK Hoàng Thanh nha, hello chị chào em. Hello, cảm ơn Lương Hữu Thém, xin điện thoại cho anh Lương Trai luôn nha, thấy số điện thoại anh Trai rồi nè. Dạ, đây là điện thoại Vertu dòng M, hàng copy loại 1, em nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về luôn. Em nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về luôn, giá là có 850.000 đồng Việt Nam thôi. Và em cam kết với chị luôn nha, đây là hàng Singapore 100%, Trúc không bán hàng Trung Quốc, hàng cho nổi. Nếu như anh chị nào mua hàng đem về kiểm tra hàng, và đây là hàng Made in China hoặc là hàng Trung Quốc, anh chị thẳng tay trả hàng lại cho em luôn anh chị yêu nha. Cho kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền. Rồi, đặc biệt anh chị, cái điện thoại này chị xài thoải mái, xài Vivo cho em luôn. Tại sao mà em lại bán cho chị cái hàng cao cấp? Lý do rất là đơn giản luôn, tại vì khi mà chị xài hàng cao cấp, có nhiều chị kêu là trời ơi, tôi không mua cái điện thoại để mất tiền quá à, tôi mua cái hàng 300.000 tôi xài được rồi, tôi mua hàng 500.000 tôi xài được rồi. Anh chị ơi, hàng 500.000, 300.000 em vẫn bán được đó, nhưng mà lý do vì sao lại không bán hàng rẻ tiền cho dễ bán? Tại vì như thế này, khi mà chị sử dụng cái hàng cao cấp này, anh chị sẽ được bảo hành điện thoại lên tới 12 tháng bảo hành. Anh chị xài thoải mái, xài Vivo cho em luôn, được bảo hành trọn gói lên tới 12 tháng nha anh chị. Đặc biệt em bảo hành trọn gói có nghĩa là cục pin, cục sạc em cũng bảo hành luôn. Thí dụ như anh trai chị gái nè, về xài điện thoại này trong vòng 12 tháng nha. Cho anh cái màu nâu nha em, ok anh Lương Hữu Thế nha, ok anh trai, một cái màu nâu cho anh trai luôn. Trần Phú xin gọi luôn, xin gọi điện thoại cho anh Lương, anh Trần Phú ơi.
anh chị xài thoải mái cho em. Nếu như điện thoại này xài trong 1 năm bị hư cục pin hoặc là hư cục sạc, gọi điện thoại cho em tặng mình pin sạc mới miễn phí trong vòng 12 tháng. Hư cục pin em tặng cục pin anh chị nha, còn mình xài hư cục sạc đúng không? Em tặng anh chị cục sạc miễn phí trong vòng 12 tháng, em tặng mới em không tính tiền, cứ gọi điện cho Trúc là được. Em mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày nha. Trúc ơi, anh chị xài bị hư cục pin, hư cục sạc rồi em ơi. Ok, em tặng mình pin sạc mới liền, tặng không tính tiền nha anh chị, tặng mới không tính tiền miễn phí trong 12 tháng á. Rồi, anh ơi, giá là 850.000 nha anh trai nha. Giá là 850.000 thôi. Sao không có tiếng nói của em? Vậy không biết cái điện thoại của anh nó bị gì nữa cho em livestream em nói vẫn nói chuyện bình thường mà. Đặc biệt màu sắc điện thoại cực kỳ đẹp anh chị, mình có màu đen nè, màu vàng gold với màu nâu gỗ, anh chị xài thoải mái cho em không sợ bị phai màu nha. Tại vì khi mà chị xài hàng cao cấp là được bảo hành luôn cả màu sắc của điện thoại. Màu này xài thoải mái không phai màu, anh chị nào sử dụng sản phẩm này trong thời gian 12 tháng bị phai màu bạc màu gọi điện thoại Trúc liền. Trúc ơi, điện thoại bị phai màu rồi em ơi, thì ngay lập tức em cho mình được đổi luôn điện thoại mới miễn phí trong vòng 12 tháng anh chị yêu nha. Điện thoại cũ xài bị phai màu được đổi ngay điện thoại mới liền miễn phí trong 12 tháng. Số điện thoại của em đâu để anh gọi, số điện thoại của em là 0902783605 anh trai nha, 0902783605. Số điện thoại của em cũng là số điện thoại của shop em luôn nha anh trai. Có kết bạn Zalo thì kết bạn với em để giữ liên lạc với em để bảo hành cho anh trong vòng 12 tháng nha. Được bảo hành trọn gói lên đến 12 tháng, cần gì cứ gọi cho em từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày luôn anh chị yêu nha. Hello Trần Hải Đăng, ok em sẽ gọi anh hỏi cho anh trai luôn. Thích màu nào chọn màu đó cho em anh chị yêu nha. Đảm bảo cam kết là hàng Singapore 100%, em không bán hàng Trung Quốc. Anh chị nào không tin em, đặt hàng thoải mái, em giao hàng về tới nhà cho. Và kiểm tra hàng giùm em, nếu như đây là điện thoại Made in China hoặc là điện thoại Trung Quốc, anh chị xài không được hoặc không hài lòng về điện thoại này, anh chị có quyền là thẳng tay trả hàng về lại cho em luôn. Màu đen, màu vàng với màu nâu đồng giá là 850.000 đồng. Chức năng của nó anh chị, hiện tại dòng cao cấp này chị đang bán ngoài thị trường lên tới 1,5 triệu gần 2 triệu một cái lượng. Nhưng tại shop Thanh Trúc chị bán với giá là có 850.000 đồng Việt Nam thôi. À, ok, anh giữ máy để gọi cho anh trai luôn nha. Xài thoải mái, xài view cho em luôn chị, xài không sợ bị gì hết, tại bảo hành trên chị đoạn gói 12 tháng. Giá là 850.000 anh Trần Định Long ơi. Mua cả xài cho chị, mua của ai cũng vậy, mua giùm Trúc, Trúc cảm ơn nè. Tại vì em giao hàng tận nhà cho chị luôn nha. Và đặc biệt xài siêu bền luôn chị. Mình gắn được 2 sim, 2 sóng, gắn được thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB. Anh chị ơi, gắn thẻ nhớ vào cho em nha. Mở nhạc lên nghe, âm thanh không to, em không lấy tiền. Tại vì nếu mà anh chị nào muốn nghe nhạc anh chị, gắn thẻ nhớ vào cho em. Mở nhạc lên nghe đã tai vô cùng luôn anh chị nha. Nghe nhạc rất là to luôn, đây là hai cái lo nè anh chị. Hai cái lo của nó nè. Nghe nhạc rất là to luôn, mở lên giùm em đi. Tại vì em không lấy tiền của anh chị trước đâu. Về nhà mở nhạc lên nghe cho em. Trời ơi, Trúc ơi, điện thoại nghe gọi hay với mây. Nghe nhạc hay với mây thì mới trả tiền cho em nha. Dạ rồi, ok anh chị nào cho số điện thoại cho em rồi, giữ máy giùm em để bên em gọi điện thoại cho chị luôn nha. Cảm ơn anh Hải Bụi số điện thoại cho em luôn nha. Rồi, màu nâu gỗ, màu vàng gold với màu đen anh chị ơi, ba màu, ba phong cách khác nhau và nhìn rất là sang trọng luôn, chị chọn cái màu nào cũng đẹp hết. Điện thoại này cầm lên cực kỳ nặng tay anh chị ơi, chất liệu của nó được cấu tạo bởi là hai chất liệu, đó là bằng kim loại inox đặc rất là dày, cầm cực kỳ nặng tay luôn anh chị yêu nha. Và phối một lớp nhựa cao cấp cực kỳ dày luôn để phối cái lớp nội thất bên trong của nó anh chị, cho nên khi mà chị cầm cái điện thoại lên cực kỳ nặng tay. Hàng không nặng tay em không bán, em bao kiểm tra hàng cho chị luôn, kiểm tra hàng thoải mái giùm em nếu ok mới trả tiền cho em nha. Cảm ơn Trần Phú, cảm ơn nhẹ số ca số điện thoại cho em nha, em sẽ gọi điện thoại cho anh chị liền. Gắn được 2 sim, 2 sóng, gắn được thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB. Nghe nhạc nghe gọi thoải mái, âm thanh to hơn những điện thoại thông thường khác luôn. Không tin em kiểm tra hàng giùm em, nếu mà hàng xài được mới trả tiền cho em nha. Đúng như là em nói mới trả tiền nè. Em không lấy tiền của anh chị trước đâu. Mua ai cũng vậy, mua giùm Trúc, Trúc cảm ơn nhiều lắm luôn. À, cảm ơn bố đại số điện thoại cho em nha. Đặc biệt anh chị còn bắn Bluetooth được, mình bắn nhạc được bằng Bluetooth nè chị. Mình có thể là dùng để nghe đài FM, nghe đài radio. Anh chị còn có thể ghi âm cuộc gọi và anh chị còn lên mạng đọc báo bằng 3G được luôn. Câu trả lời là không. Không ai tặng cho anh chị miễn phí đâu, nhưng anh chị mua cái hàng cao cấp là được tặng nha. Bao nhiêu một cái em ơi? Vậy anh Lâm ơi, giá là 850.000 đồng anh trai nha. Hàng Singapore 100%, nếu như chị nào mua hàng cái em về mà kiểm tra hàng là hàng Made in China hoặc là hàng Trung Quốc, anh chị thẳng tay trả hàng lại cho em luôn, em bao kiểm tra hàng. Rồi, anh chị ơi, mình xài hư cục pin, không cần bỏ tiền mua pin mới đâu, mà hãy gọi điện thoại Trúc liền. Trúc ơi, anh chị mua điện thoại các em bị hư cục pin rồi thì
ngay lập tức em tặng mình cục pin. Còn anh trai chị gái nào xài bị hư cục sạc, em tặng mình cục sạc mới miễn phí trong vòng 12 tháng không tính thêm tiền. Rồi em tặng mới nha chị, không tính thêm tiền. Anh chị nào đang ở nước ngoài và người thân ở Việt Nam nhận hàng giúp em với nha. Anh trai chị gái nào đang ở nước ngoài, em không giao hàng nước ngoài, chỉ giao hàng trên toàn quốc Việt Nam mình thôi. Anh chị nào đang ở nước ngoài và người thân ở Việt Nam nhận hàng giúp em với nha. Rồi đặc biệt cái điện thoại này chị xài thoải mái, xài Vivo luôn, không sợ bị phai màu. Nếu chị nào sử dụng sản phẩm này trong vòng 1 năm bị phai màu, bạc màu, em cho mình đổi mới điện thoại miễn phí trong 12 tháng. Anh chị xài cái cũ bị phai màu, gọi điện cho em liền. Anh chị ơi, à, Trúc ơi, anh chị mua điện thoại em về xài bị phai màu rồi em ơi. Rồi, ngay lập tức anh chị điện thoại cũ bị phai màu được đổi ngay điện thoại mới miễn phí trong vòng 12 tháng. Đổi luôn điện thoại mới miễn phí trong 12 tháng nếu điện thoại bị phai màu, bạc màu anh chị yêu nha. Anh chị em không lừa đảo mình. Nếu như em lừa đảo mình, em đã không cho mình kiểm tra hàng trước rồi. Cứ kiểm tra hàng giùm em. Nếu mà điện thoại xài được và giống như lại nói rồi thì mới trả tiền cho em nha. Đạo đức nghề nghiệp đặt lên hàng đầu. Yên tâm, nếu em lừa đảo mình, em đã không bán được như ngày hôm nay rồi. Em đã không phát triển được như ngày hôm nay rồi. Và Trúc cũng không có ngồi để bán anh chị tới ngày hôm nay đâu. Trúc bán này là 6 năm nay rồi. Nếu em lừa anh chị 1.000 đồng cũng là công sức, cũng là mồ hôi, là xương máu của mình làm ra, đúng không anh chị? Nếu mà em nở lòng nào em lừa anh chị thì em có phát triển được tới ngày hôm nay không? Trúc bán, Trúc phát triển được, càng ngày càng phát triển lên. Tại vì cái đạo đức mình có, cái đạo đức mình có, mình không có bậy bạ, mình không có gọi là bị thất đức, cho nên là mình phát triển được tới ngày hôm nay. Chứ bây giờ em bán anh chị, em lừa anh chị 8.500, anh chị nghĩ em có ăn được không? Hay là sao em trả quả báo cho em trả đã luôn, đúng không anh chị? Cho nên càng ngày càng phát triển. Từ khi hồi đó là em bán điện thoại rất là nhỏ lẻ, nhưng mà ngày hôm nay lên tới ngày hôm nay là do mình có đức, mình đạo đức mình có cho mình bán được tới ngày hôm nay, giữ uy tín 100%. Có rất là nhiều chị mua hàng của bên em á chị, còn quay lại muốn ủng hộ thêm mấy cái nữa, còn giới thiệu người thân bạn bè ủng hộ em nữa nha. Hello mọi người. Thứ 3 tuần sau ạ. Hôm nay là thứ 5 rồi chị. Hết hơi rồi, hết hơi rồi. Em like quá trời like luôn, hết hơi rồi. Nguyên ngày hôm nay like nhiều quá. Nguyên ngày hôm nay like nhiều quá, hết hơi rồi mấy chị ơi. Hello mọi người nha. À, anh Nguyễn Văn Hòa giá là 850.000 đồng anh trai nha, giá là 850.000 thôi, bên em giao hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam mình luôn anh chị yêu nha. À, dạ rồi, thứ 3 tuần sau thì nhận được đúng không ạ? Rồi 198 Gò Xoài. Cảm ơn Hà Nguyễn Văn cho số điện thoại cho em, sẽ gọi điện thoại cho anh trai liền nha. Hello mọi người. Anh ở bên nước ngoài mua được không em ơi? Anh ở nước ngoài nhờ người thân Việt Nam nhận hàng giúp em với nha. Anh chị nào đang ở nước ngoài nhờ người thân Việt Nam nhận hàng giúp em với nha. Tại vì không giao hàng trực tiếp nước ngoài cho mình được, anh Hiệp Nguyễn ơi, thông cảm giùm em nha. Trời ơi, cái đau họng ghê luôn anh chị, thật sự luôn. Nguyên ngày hôm nay em like hơi nhiều luôn á. Một lần like tới 1 tiếng mấy, 2 tiếng lận. Trời ơi, thật sự rét họng luôn anh chị. Tội lắm, live stream không phải là sung sướng gì đâu, cực lắm. Anh chị thử nghĩ đi, nói liên tục trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ mà nói hoài luôn, không nghỉ luôn, thì anh chị nghĩ cổ họng nào chịu cho nổi. Mà ngày nào cũng live stream y như vậy hết. Cho nên mấy anh chị thương em giùm em nha. Có mấy bạn vô mà hay nói những lời tục tiểu, mấy bạn bớt bớt lại đi, tích đức cho con cái với nha. Mấy bạn chửi Trúc sao cũng được hết luôn á. Mấy bạn muốn chửi Trúc theo kiểu gì, mấy bạn có quyền, mấy bạn tự cho mấy bạn cái quyền nhục mạ người khác thì cứ nhục mạ thoải mái, Trúc không có cản. Nhưng mà mình trước khi mình chửi người ta, trước khi mình nhục mạ người ta, trước khi mình nói những lời thất đức với người ta, thì mình hãy suy nghĩ lại cái đạo đức của mình, mình có tích được cái đức cho mình hay không, và cái con cái mình đẻ ra sau này mình có tích được cái đức cho nó để nó sống được sung sướng hơn mình bây giờ hay không. Tại vì những cái bạn mà hiện tại chửi bới nhiều đây nè, cuộc sống của mấy bạn thường thường là không có được như ý muốn, rất là khổ, đa số luôn, không khổ cái này cũng khổ cái kia, không khổ tiền bạc cũng khổ tình cảm, cũng bị người khác khinh khi thôi. Chửi người khác không có tốt gì đâu mà cứ vẫn chửi đấy. Cảm ơn chị Trinh Phương, xin gọi hỏi chị Trinh Phương luôn nha. Hello anh trai chị gái nè. Hello mọi người. Rồi à, anh Lương Hữu Thép gọi cho em. Chưa đúng không? Anh đợi em xíu cho anh Lương Hữu Thép thôi. Để bên em gọi cho anh trai luôn nha. Em thấy số điện thoại của anh để lại cho em rồi. Tập trung bán điện thoại đi em. Dạ rồi, lâu lâu nó hơi ngoài lề tí xíu. Còn màu nào nữa không? Vậy có 3 màu thanh, màu nâu, màu đen với màu vàng gold anh trai nha. Rồi, hello tổng chào mọi người nha anh chị nha.
Đây chị ơi, đây là điện thoại Vertu dòng M, hàng copy loại 1, em nhập khẩu trực tiếp từ Singapore về luôn. Giá điện thoại là 850.000 đồng thôi. Anh chị yên tâm nha, đây là hàng Singapore 100% luôn. Bên em không bán hàng Trung Quốc, hàng trôi nổi, cho nên chị thoải mái đặt hàng cho em nha. Giao hàng về tới nhà, chị đã không tin em kiểm tra hàng giùm em. Nếu như đây là hàng made in China hoặc đây là hàng Trung Quốc, anh chị xài không được hoặc không thích cái điện thoại này, có quyền thẳng tay trả hàng lại cho em, tại vì em bao kiểm tra hàng thoải mái tại nhà trước khi trả tiền. Điện thoại với kiểu dáng đẹp từng cm một, tinh tế lắm anh chị nha. Cảm ơn Huy Hùng ạ, đây chị xem giùm em anh chị, tinh tế cực kỳ luôn, đẹp từng cm một luôn. Đây anh chị cầm lên là nghe gọi cực kỳ sang trọng, em cầm lên đẹp như vậy đúng không? Anh chị cầm lên còn đẹp còn sang hơn em gấp mấy lần nữa anh chị yêu nha. Đây, mình có màu đen, màu vàng gold với màu nâu gỗ, thích màu nào chọn rồi đó cho em. Em sẽ giao hàng tận nơi trên toàn quốc Việt Nam cho chị luôn, ở đâu em cũng giao hàng tới hết anh chị yên tâm nha. Rồi, giao hàng là miễn phí, được kiểm tra hàng trước luôn. Dạ, cái dòng cao cấp này đang bán ngoài trường lên tới 1,5 triệu, gần 2 triệu một cái. Nhưng tại shop Thanh Trúc chỉ bán là có 850.000 đồng Việt Nam thôi. Giúp anh chị có thể tiết kiệm được tiền mà còn xài được hàng cao cấp của bên em nha. Rồi, anh chị mình có thể gắn được 2 sim, 2 sóng. Gắn được thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB. Anh chị nào thích nghe nhạc gắn thẻ nhớ vào, bật nhạc lên nghe cho em âm thanh không to, em không lấy tiền. Tại vì cái điện thoại này sử dụng để nghe gọi nghe nhạc âm thanh cực kỳ to. Ok nha, sẽ gọi điện thoại cho chị Trinh Phương luôn nha. Đây là camera anh chị quay phim chụp hình được luôn. Còn đây là hai cái lo của nó. Anh chị mở nhạc lên nghe cho em, âm thanh to cực kỳ luôn anh chị yêu nha. Đây cực kỳ đẹp luôn. Rồi, đặc biệt anh chị cái điện thoại này mình gắn được 2 sim, 2 sóng, gắn được thẻ nhớ từ 2GB lên đến 16GB. Anh chị còn bật Bluetooth nè, nghe đẹp em, ghi âm cuộc gọi và anh chị còn lên mạng đọc báo bằng 3G, quay phim chụp hình được luôn nha. Dung lượng pin bao nhiêu vậy em ơi? Anh ơi, dung lượng pin là 1.100. Anh xài thì có tuần hơn lượng anh trai nha. Còn nếu mà anh nghe gọi thường xuyên, nghe gọi quá nhiều luôn, khách hàng gọi lên quá nhiều thì 1-2 ngày sạc một lần giùm em. Nhưng anh yên tâm, anh xài hư cục pin hoặc là hư cục sạc, em tặng anh pin sạc mới miễn phí trong 12 tháng. Anh xài hư cục pin đúng không? Em tặng anh cục pin. Còn anh xài hư cục sạc, em tặng anh cục sạc miễn phí trong 12 tháng, em không tính thêm tiền. Rồi, đặc biệt anh chị, cái điện thoại này anh chị xài thoải mái, xài Vivo luôn anh chị yêu nha, xài thoải mái, xài Vivo luôn. Sẽ được bảo hành trọn gói cái điện thoại lên tới 12 tháng, miễn phí hoàn toàn. Anh chị xài cho em, nếu như mà anh chị xài trong 12 tháng anh chị, nếu mà có bị hư cục pin hoặc là hư cục sạc á, thì em sẽ cho mình đổi tặng mới pin sạc anh chị miễn phí trong 12 tháng. Còn màu sắc điện thoại xài thoải mái cho em, không sợ bị phai màu, anh chị sử dụng cái sản phẩm này trong 1 năm cho em. Nếu như có trường hợp phai màu, bạc màu xảy ra, gọi điện cho em liền. Trúc ơi, điện thoại bị phai màu rồi em ơi, thì ngay lập tức em cho mình đổi mới điện thoại miễn phí trong 12 tháng nha. Được một đổi một điện thoại miễn phí trong 12 tháng nếu điện thoại bị phai màu, bạc màu anh chị nha. Đây, màu vàng, màu đen với màu nâu gỗ, thích màu nào chọn ra cho em. Để số điện thoại cho chị liền nha. Bây giờ anh tạm mốt livestream anh chị nha. Ngày mai sẽ livestream tiếp anh chị yêu nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn Kenny Huy nha. Mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền. Em cảm ơn Kenny Huy, số điện thoại cho em nha. Anh chị thích cái màu nào cho số điện thoại cho em đặt màu đó chị nha. Em giao hàng tận nơi luôn. Còn nếu mà chị nào có nhu cầu qua shop em mua hàng á, qua shop em tại địa chỉ là 165/36/18 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Em mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày luôn chị, ngày nào cũng mở cửa hết, phục vụ anh chị nha. Còn nếu mà chị nào xa hơn thì em giao hàng tới nhà cho mình luôn. Đang hỏng quá, em la hết nổi rồi. Thôi bây giờ anh tạm off livestream anh chị. Hôm nay rác hỏng quá trời luôn á. Bibi cả nhà nha, cảm ơn Cường Quốc đã tan bạn vô nha anh trai. Ngày mai sẽ livestream game tiếp nha. Em livestream mỗi ngày luôn, ngày nào cũng livestream hết. Mọi người cứ bấm theo dõi livestream game để xem like game mỗi ngày luôn nha. Bibi cả nhà chúc chị ngủ ngon nha. Cường Quốc đã tan bạn vô nha anh trai. Ngày mai sẽ livestream game tiếp nha. Em livestream mỗi ngày luôn, ngày nào cũng livestream hết. Mọi người cứ bấm theo dõi livestream game để xem like game mỗi ngày luôn nha. Bibi cả nhà chúc chị ngủ ngon nha.